coi thầy thầy thắng. Rồi thưa quý vị, bây giờ chúng ta coi tim rồi ha, và coi người thành thì coi người thành. Thưa quý vị thì thôi tôi cũng không có dám giới thiệu hoặc thầy mình nhiều nhiều, bởi vì tôi biết rằng trong đây các huynh đệ cũng đã gần gũi với thầy, có những vị biết thầy rất là rõ, rồi biết được cái nguyện của thầy, cái đại nguyện của thầy và cái dấn thân vân vân, cho nên thành ra chúng ta hôm nay có mặt để gặp lại thầy Huyền Diệu. Một phần tôi nghĩ rằng quý vị cũng muốn học hỏi gì đó, và một phần chúng ta cũng có những cái kỷ niệm muốn gặp lại thầy để ôn lại, bởi vì những kỷ niệm liên quan tới đất Phật bao giờ cũng là những cái kỷ niệm rất là đẹp, rất là tốt. Mỗi khi chúng ta nhớ lại, chúng ta cũng cảm thấy mình có một cái phần nào đó an lạc trong tâm. Vì vậy mà cứ mỗi lần thầy về đây thì tôi cũng bao giờ cũng cố gắng thỉnh thầy để cho quý vị cùng gặp thầy giao duyên. Tuy nhiên có một điều là quý vị khi mà nghe đến Ấn Độ thì chúng ta bao giờ cũng nghĩ đến đó là một cái xứ mà Đức Phật đã một lần thi hiện vào trong cái thế giới Ta Bà này, thì đã chọn cái xứ Ấn Độ này để mà thi hiện, thì đó cũng là cái nôi của Phật giáo được phát triển ở đó. Nhưng mà nếu mà hiểu cho sâu sắc hơn thì Phật giáo nghĩa là gì? Đó là cái con đường đến cái chỗ giác ngộ, chúng ta giải thoát khỏi khổ đau, vân vân. Thì như vậy thì đó là cái con đường mà Đức Phật đã cố gắng chỉ bày. Thì chúng ta luôn luôn nghĩ tới Ấn Độ, chúng ta luôn nghĩ tới Đức Phật, thì nghĩ tới trên cái con đường đó chúng ta đã đi được bao nhiêu rồi. Thì như vậy thì cái cuộc hành trình tâm linh bao giờ cũng là một cái cuộc hành trình rất là thú vị. Càng đi thì chúng ta lại càng được an lạc và giải thoát. Thì tôi nghĩ rằng cái thông điệp hôm nay thầy Huyền Diệu cũng muốn nói đến tất cả quý vị là chỉ như vậy. Nên chúng ta tùy theo căn cơ mà lãnh ngộ được ít nhiều. Vậy thì trước khi tôi thỉnh thầy ra nói chuyện, quý vị cảm thấy trong đây nóng không? Câu hỏi này cũng tùy theo người gọi chỗ nào đó. Ai mà gió thổi tới thì mắt lạnh, ai mà sao thì thôi thì cũng được. Tôi chọn chỗ này bởi vì hôm nay cũng rất là sợ, là nghe nói là thời tiết lên tới 37 độ gì đó. Thì nhiều khi không chừng nó tạo cảm giác giống Ấn Độ hơn. Tại vì Ấn Độ thì con cũng có những lúc lên tới 40 mấy độ mà suốt cả tháng vậy đó. Chứ không phải như chúng ta đây chỉ có một ngày là muốn thấy mệt mỏi rồi nha. Vậy thì xin mời để cho giữ cho trong đây mát, thì chúng ta có thể giữ các cái cửa đóng lại ha. Tại vì cái hơi nóng bên ngoài nó hơi ẩm. Vậy thì xin mời tất cả quý vị cùng đứng lên để chúng ta cung kính thầy đăng lên pháp tòa để chúng ta. Tôi nghĩ ở đây tôi tắt cái này luôn.
A Di Đà Phật, trước khi bắt đầu, xin tất cả quý vị cùng tôi chúng ta niệm Phật. Nam mô Bổn Sư rõ ràng. Tôi nói là con không có nguyện thích có chùa.
Nhưng mà bây giờ mà các ngài mà đưa con tới đây đó, thì con giao hẹn rõ ràng. Rõ ràng là con không có đi xin tiền. Vì sao? Vì mà tiền bạc đó là con không thể lo được. Vì tôi đi làm mướn, chỉ đủ tôi sống cho hai lần, nhiều lắm tôi nuôi một năm ba người thôi. Thế mà, thì làm sao các chùa mà các chùa mà đi xin đó thì ở bên này thì dễ, nhưng mà vẫn đông đổ sao sẽ thầy Phước Tấn và thầy Ba Bệnh đó. Quý vị thấy các nơi ở Việt Nam hay là các nơi trên thế giới, chỗ nào mà các chùa thì Phật tử đến thăm thầy thì ít nhiều gì cũng cúng, tệ lắm thì cũng có một cái chai nước tương hay là bó rau muống hoặc là miếng đậu hũ. Nhưng mà bên đó nó ngược trở lại, đệ tử nó không có cúng mình mà mình phải cúng người đó. Cái gì đi đó mà cúng lại bị gì, nó nghèo quá mà mình cúng mình nấu cơm cho nó ăn, nhiều khi nó còn chê sao nấu cơm không ngon đó. Cho nên quý vị thấy nghịch duyên nghịch cảnh. Mà Mel Bình này đó, tôi nói quý vị ở đây đó, là quý vị hiện nay ở sống nước Úc là có phước rồi. Mà quý vị được sống ở cái Mel Bình này đó là, và quý vị có cái phước báo lớn. Không biết ngày hôm qua tôi nói chuyện ở dưới kia, người nào đã nghe rồi đưa tay thầy không? À, cũng ít đó. Thì tôi nghĩ rằng là quý vị ráng mà tu. Quý vị đang ở một cái thành phố này, ở trên thế giới nó có hàng ngàn thành phố, phải không? Nhưng mà cái thành phố Mel Bình này đó, tôi không phải là cái người journalist, nhưng mà tôi theo dõi liên tiếp thì như 7 năm mà được bầu một cái thành phố đáng sống nhất trên toàn hành tinh này. Đó, thành ra tôi nghĩ là quý vị có cái phước lắm đó nha, được sống ở đây. Ở trên thế giới là đâu có cái chỗ nào mà đi xe bus mà free đâu. Mà tôi hôm qua tôi thấy quảng cáo tôi lên ngồi xe bus không ai hỏi tiền hết. Có cái chiếc xe gì vàng vàng đó, phải không? Ở xe tram nó chạy đó. Mà không những ở trên đó mà lại có mấy cái người service nữa, information đó, họ cho họ đến là hỏi tôi hỏi có đòi tiền không, nó không. Tôi ở đây là tôi hướng dẫn quý vị. Mà ra đường tôi đi, từ hôm qua nay tôi để ý không thấy ai mà bịt cái lỗ mũi đó. Khí hậu tốt. À, muốn ăn cái gì cũng có. Mà cái đồ mà bên đúc này là cái đồ thiệt ngon. À, cái gì cũng ngon. Thấy chưa? Thành ra quý vị có cái phước báo. Cho nên tôi nghĩ rằng quý vị coi như là một cái quê hương này, và quý vị cố gắng làm sao mình ở trong này đó, là cố gắng mình không phải mình ở nước này vậy mà mình còn phải tu tập cầu nguyện cho cái nước Úc mỗi ngày mỗi tốt đẹp, có thánh nhân, những người lãnh đạo sáng suốt để giữ được cái môi trường tốt. À, mà muốn như vậy không phải là mình chỉ cầu nguyện xong, mình phải có những cái positive action, tức là mình phải đóng góp nhiều chuyện lắm. Đóng góp ví dụ là quý vị có con gái, làm sao phải ráng cho nó học ít nhất là đại học nha. Và không bao giờ cho nó phạm pháp, nó là một người công dân tốt. Rồi còn muốn ngon nữa, còn làm cái gì cũng được, thầy đề nghị quý vị mỗi người đã ở nước Úc này lâu dịp nha, mỗi người phát nguyện trồng cho 1.800 cái cây. Cái cây gì cũng không qua, không qua nên tôi thấy nhiều người, tôi thấy xúc động lắm. Bởi vì bây giờ người ta đốn cây thì mình trồng cây, mà nếu mình có đất thì mình trồng trong đất mình, còn không thì mình làm bạn với người Mỹ mình trồng. Hoặc là như ngày hôm qua tôi nói, mình lên làm member của mấy cái botanical garden đó, rồi mình trồng cây đó. Đấy, cũng như hôm qua tôi thấy có mấy anh chị em mà đi qua bển, tôi cũng tác động cái chuyện này, không phải riêng đây tôi đi đâu cũng vậy đó, là đi qua bên đất Phật rồi có được cái hộp bồ đề về hương đó, đó trồng. Không biết chùa mình đang có cây bồ đề chưa nào, phải chắc không? Nếu chưa có thì tôi sẽ mang cái cây bồ đề đó lên tên tôi biếu. Quý vị chứ làm đi, chứ quý vị trồng nó sẽ có một cái tác động. Khi mình nghĩ cái chuyện tốt là nhiều cái chuyện tốt đến trong đời mình. Đó. Cái đây là cái mật pháp mà tôi chia sẻ với quý vị. Cũng như tôi nói với quý vị rằng tôi xa đất nước Việt Nam trên 50 năm.
Nhưng mà một cái ơn lớn nhất là khi tôi ở Việt Nam mà tôi biết được đạo Phật, là được gặp một ông thầy, thầy tôi cũng hay lắm, ông này là tôi coi như là cuộc đời của tôi, và gặp được thầy và thay đổi một cái hướng đi tốt. Thầy dạy rất là nhiều điều, trong đó có một cái điều là đơn giản gọi là gratefulness, tức là tri ân, gratitude. Là thầy dạy thế nào, khi nào mà uống một chén nước, ăn một chén cơm là không được quyền quên ăn. Cho nên trên 50 năm ở nước ngoài, học hành làm mướn bao nhiêu nước, bao nhiêu nước trên thế giới, chưa bao giờ gặp khó khăn. Nhờ tri ân cho nên làm được rất nhiều điều tốt. Cũng như thí dụ quý vị tôi cách đây mấy mươi năm sang đất Phật, thấy không có nước nào, không có ngôi chùa, thì tôi chỉ ước mơ thôi là trước khi nhắm mắt được nhìn thấy có ngôi chùa gần gọi Bồ Đề, thế nào mình có. Thế chưa? Đó quý vị thấy nó đơn giản. Rồi đi tới cái chỗ mà Phật sanh, thấy cái chỗ đó tiêu điều, thì cũng khấn nguyện là trước khi nhắm mắt xin được thấy có hình ảnh ngôi chùa, thấy được thánh địa. Cái này thì nó thánh địa lắm thì để phát triển. Và sau đó quý vị nào mà đọc cái cuốn sách của tôi cũng ghi rất rõ đó. Thì sau đó một cái nhân duyên rất là kỳ diệu là tôi được nhà vua cũng như chính phủ Nepal mời sang cho đất, và chúng ta là đầu tiên. Và khi mà cấp đất được đất là tôi cũng biết làm gì, bởi vì mình bị cái chùa Bồ Đề tràn lên. Và thấy thời gian trôi qua, xin thưa quý vị, bây giờ chúng ta có 33 nước trên thế giới đó. Thì cái điểm này là tôi muốn chia sẻ cho quý vị, trong cuộc đời này đó mình áp dụng một vài cái mật pháp của những bậc thầy của chư Phật là mình thấy bao nhiêu kết quả đó. Cũng như đi qua Nepal, tôi đi qua đó vào cái lúc mà hòa bình đùng vào cái có chiến tranh. Chiến tranh mình cũng giống như Việt Nam mà, giống như là hồi xưa mà Việt Cộng với quốc gia mà họ đi vào trong mặt khu đó. Người ta chết quá xá là tôi cũng đứng tôi khóc sao bình thường, nhưng mà mình làm sao mình là người của Bắc đó. Thì ra cái chỗ mà Phật sanh có thể khấn, nếu mà chết được con xin chết mà cho cái dân tộc người có hòa bình, còn nếu không thì cho cái tiếng nói của con, tất cả những người political leaders, những người mà lãnh đạo chính trị các phe phái là phải lắng nghe buông xuống. Gây go, tôi nói quý vị, cuộc đời của tôi một trong những cái gây go nhất là tranh đấu trong cái vấn đề hòa bình đấy bạn. Bởi vì nó bất lộn mà mình nhảy vô, mà lúc đó là tôi cũng bị tai tiếng vậy lắm. Nhất là Đại Hàn, là ông Đại Hàn, ông bị bắt Hàn Nam Hàn, họ có cái mặc cảm với cái vấn đề chiến tranh và cộng sản. Họ nói tôi là tại sao mà mình tôn mà dính vô mấy cái chuyện này, tôi nói không, tôi là chỉ là thuyết phục làm sao buông xuống thôi. Và quý vị nghĩa là gian nan. Rồi cuối cùng là quý vị tôi đã thành công đem các cái phe chiến kháng chiến quân và quân đội tới lại Phật và họp ở Long Tỳ Thi. Và sau đó là buông xuống. Và cái ông mà bắt khi mà tôi đi vào trong một khu mà thuyết phục ông đó, thôi gây ngon cái chuyện này tôi nói nghiêm rảnh không gì, tôi sẽ biên chi tiết, tôi chỉ biên tổng quát thôi. Bắt thuốc ké rồi mình dẫn đi. Tưởng mình chết rồi nè. Tưởng mình chết rồi nè. Mà đi là trong chùa thốt quản đi. Mình đi trong đây, mình vô là mình thuyết phục. Đó. Và nó hay lắm quý vị. Và cái anh mà tổng bí thư, tức là những người mà coi trong cái đảng cộng sản Maoist, cộng sản người ta đáng án rồi, bây giờ thêm Maoist quý vị không ạ, nó cái phát sinh Marxist giờ cái nền tham Maoist. Và ổng đó thì nói chuyện, nói hai ngày mà ổng có nói chuyện về vấn đề hòa bình tàn, nói chuyện đông chuyện tây, chuyện vợ con ổng là ăn uống sao nữa. Rồi cuối cùng thôi sao, rồi tôi cũng nói một câu là tôi nói nếu mà ông nghe tôi ông buông xuống đó, ông sẽ là thủ tướng trong tương lai. Mà thiệt lúc đó thì mình không biết chắc ai nhập tôi nói vậy đó. Mình nói vậy đó, không nói chắc là tôi nó bảo đảm nếu mà anh buông xuống là anh sẽ làm thủ tướng. Mà anh là cái người được tổng thống Mỹ sẽ ôm anh. Mà thiệt, cái khi mà anh buông xuống anh qua Liên Hợp Quốc là ông Bush ôm ổng, anh ra điện thoại liền. Wonderful, Guruji, ông kêu tôi là Guruji, hay vậy đó. Nói sao mà thầy hay quá, mà tôi cũng nói nếu tao không hay sao tao làm thầy mày. Biết rồi. Và hiện nay ảnh đang là làm thủ tướng.
Và tôi nghĩ ông hết nhiệm kỳ làm thủ tướng đó. À, tôi đề nghị thầy Tấn hay là tôi tác động chính phủ Úc mời ông sang bên này. Và chùa Quang Minh mình cũng vét công ông. Đến và mình chắc chắn ông tại sao mà nó hay thế này. Là một cái ông khác cũng là đảng cộng sản luôn. Và hồi đó mà khi mà tôi vận động ông đi xuống, tức là Nepal Kuma đó. Kuma Nepal. Ông này cái tên ổng là tên của Tiếu Long, tên là Kuma Nepal. Thì ổng cũng cương quyết, ổng nói rằng ông đừng có chính vô cái gì. Mà thật sự tôi nói thật với việc cuộc đời tôi, mặc dầu tôi học cái tôi không thích, bởi vì người làm chính trị là cái đầu họ ghê gớm lắm, mình không có làm đó. Cho nên tôi nghĩ là may mắn là tôi gặp được thầy Hoàng Nhân, cho nên tôi không thích chính trị, nói thẳng à. Nhưng mà mình bây giờ mình dính vô cái đâu đó là mình là con người cho hòa bình. Và ông cũng dữ lắm, ông mắng, dùng chữ mắng đúng rồi, ông nói tôi nặng lắm. Và xin thưa quý vị, hiện nay ông là chủ tịch của cái hội Phật giáo Nepal, con làm chưa? Từ ganh cộng sản thành Nepal, thành ra tôi đề nghị thầy Tấn lần sau mà có đi qua trên bái cho tôi hay trước, để tôi lấy cái hẹn quý vị gặp mấy cái ông này đó, rồi mời ông sang bên này, mấy thầy trò nấu cơm cho mình ăn. Mà đặc biệt đây là một cái sáng chói cho những người chính trị các nước, từ một cái cực đó buông xuống. Cho nên tôi nói quý vị, từ cái chỗ đó tôi rất là phấn khởi, rất là phấn khởi. Cho nên tôi đã đưa ra một cái lý thuyết là cái này không phải tôi gọi là invention, mà gọi là discovery. Cái này không phải là nói tôi phát minh, mà tôi là cái người khám phá, nó đã có sẵn rồi. Và cho nên ở trên này quý vị thấy hiện nay ở trên thế giới đó, người ta quý vị thấy hiện nay là chúng ta đang sống trên cái lò lửa, mặc dầu kinh tế khó khăn, nhưng mà các nước trên thế giới, kể cả nước này, một năm là đổ hàng bao nhiêu tỷ để mà đầu tư vào cái đường dẫn khí, chỉ có cái là để tự vệ thôi, trong khi rất nhiều nước không có. Mà những cái vũ khí, những cái nước mà tối tân nhất trên thế giới hiện giờ là họ chế những cái vũ khí mà có thể bắn một cái gì đó, nó xuyên qua cái núi luôn, bấm nút một cái là chết hàng mấy trăm ngàn người luôn, hàng triệu người luôn. Nhưng mà những cái vũ khí đó bây giờ không có chinh phục được người ta à. Nhưng mà có cái vũ khí này mà mình đã có sẵn trong tay mà mình quên đi. Và tôi tạm dịch sang tiếng Anh gọi là TT weapon. Quý vị biết vũ khí TT chưa? TT weapon, TT chứ không phải TNT. TNT biết không? TNT là cái thuốc nổ. Còn TT weapon là... Này tôi còn có một cuốn thôi, lát để tặng thầy Tấn mà nếu được là chúng ta đến đây. Và có TT weapon là TT là viết tắt từ cái chữ Việt Nam là TT là tình thương. TT là tình thương, Appreciation Vietnamese Language, TT mean loving kindness. Nhanh nhớ tớ, cho nên khi người Mỹ họ đọc, họ nói what is TT weapon? TT weapon loving kindness. Mà chứ quý vị đừng có đọc chữ TT là tình thương hay là thiếu tiền, hay là thất tình, hay là thượng tọa tư tự tử. TT. Và cái quyển sách này, tôi nói quý vị tôi, trong cuộc đời này nó có nhiều cái chuyện lạ lắm. Khi mà tôi viết cái bản nháp ra rồi đó, rồi tôi mới nhờ một cái anh mà đại sứ Nepal anh làm Liên Hợp Quốc á. Quý vị nhớ cho cái cuộc đời này có những cái chuyện mà mình làm rất là đơn giản, thì tôi nhờ ông gửi cái bản nháp rồi cho ông Ban Ki-moon. Hồi đó ông làm General Secretary of United Nations. Ông đọc ở trong đó thì quý vị tôi gửi nhiều lắm. Trong đó tôi nghĩ là nhờ ông coi cái quyển sách này, ông góp ý kiến. Mà không phải một mình ông, mà những cái nhân vật quốc tế, kể cả ông Bill Clinton cũng gửi luôn. Có mất mát gì đâu, máy photocopy mình photocopy sẵn chứ ghi vài chữ. Thì mà quý vị một cuốn sách của mình mà gửi tới những người đó là mình phải gửi đúng cái canal thì nó mới tới, chứ không phải đi dục thùng rác, họ bận rộn lắm. Thì tôi phải nói cảm ơn ông Karasin này, tôi nói phải đưa cho ông Ban Ki-moon ông đọc. Quý vị ông đọc xong rồi thích quá, ông biết ông sao liên lạc với cái chị mà phụ tá của ông đó, là mời tôi đi qua Liên Hiệp Quốc ở Geneva để ra mắt quyển sách này.
Mà thật sự khi mà con mời đó, tôi cũng không tin là cái chuyện này có thật. Mấy người kia nói, you will be invited by the nation. Really? Mình bắt đầu tôi nghĩ là cái chuyện này là cái chuyện họ phịa ra, cũng như là nó cho mình bong bóng hết á. Nhưng mà ít bữa mình nhận được cái voucher là đi máy bay đó, first class, và có cái voucher ở hotel 5 sao luôn. À, lúc này mới thiết. Quý vị thế mà. Thật ra trong cuộc đời này quý vị có những cái gì tốt, quý vị âm thầm quý vị làm, nó có một cái kết quả. À, đây là cuốn Chi với mình đã ra mắt ở Liên Quốc, tới mấy chục nước đến tham dự. Nhưng mà rất tiếc là vì phương tiện của mình không có. Thành ra tôi xin thầy Phước Tấn ở đây, nếu được á, thì coi có cái publisher nào ở đây đó, là mình check lại cái language rồi xong cái mình nói học tin ở đây, mình phát hành. Mà cái vũ khí TT này, tôi nghĩ rằng nếu mà chúng ta phát triển, nó rất là dễ quý vị thấy. Cũng như là quý vị tôi bỏ những cái thời gian khá nhiều nghiên cứu là tại sao có chiến tranh thứ nhất, rồi chiến tranh thứ hai, rồi chiến tranh tự dùng, rồi tại sao những cái gia đình mà họ không có ổn, rồi họ đi một xe, rồi họ xếp lên đó. Nó chỉ những cái từ những cái chuyện nhỏ thôi, mà những cái chuyện này chúng ta có thể giải quyết được. Nhưng mà vì mình không có phương tiện, chứ tôi nói thật cho quý vị mà, nếu mà được các thầy Tấn đây với quý vị hợp tác với thầy, mình fundraising rồi mình làm rất là nhiều chuyện, thí nghiệm sẽ thành công. Thí dụ như bây giờ có những cái gia đình họ lộn xộn, họ nó nhiều lý do đó. Những cái gia đình mà họ ly dị, họ có nhiều lý do để họ ly dị. Thứ nhất là ông chồng áp đảo, thứ hai là bà vợ áp đảo. Thế mà người này áp đảo người kia nổi, tự nhiên là nó sẽ nổ. Nó nổ thì đưa ra tòa ly dị, phải không? Nhưng mà riêng tôi có cái phương pháp giải quyết. Bỏ ra. Mà cái này là mình phải có phương tiện, không phải nói bằng miệng. Nó cũng như thí dụ tôi nói với quý vị mà ai mà chán đời mà đến tự dành hỏi chết đó. Hỏi thầy có đạo có chết thì tôi đồng ý liền chết. Bây giờ không sống chết. Nhưng mà mình phải có cách, cũng như tôi nói quý vị. Không biết quý vị có nghe, ngày hôm qua quý vị nào đã nghe tôi nói chuyện đưa tay lại thầy coi. Nếu mà nhiều thì thầy không kể, thôi ít thôi thầy kể lại. Nói nhiều cái chuyện hay đó quý vị. Thí dụ như là hai anh chị mà ở bên Canada, hai người rất là thương với nhau, nhưng mà không lấy nhau được. Không lấy nhau được mà hai anh chị cũng rất là thương. Mà tốt nghiệp hai người đó thì mới, họ cũng quý vị cái tình yêu nó dữ dội lắm. Nói là bây giờ kiếp này mình đã học xong rồi mà hai bên, không phải là hai bên, hai người rất là tâm đầu ý hiệp, nhưng mà chỉ có hai bên là bên chị ảnh với bên chị là không cho lấy nhau. Biện nói là cái gì là không học đó. Học tuổi sanh ngày sanh tháng đẻ lấy nhau chết rồi đó, rồi hai bên dọa nhau nữa. Thì hai anh chị á, cái lúc đó tôi nhớ ở Vancouver, hai anh chị tôi nói chuyện ở trong một cái đại học Vancouver, chứ không phải trong cái chùa. Thì anh chị mới hỏi đến, nó cũng kể hoàn cảnh, họ kể tôi nói thôi tóm tắt lại đi. Anh chị có hỏi thôi, nói thưa thầy bây giờ tụi con thương nhau mà lấy không được, thì bây giờ tôi thấy tụi con muốn cái hè này tôi đi mướn cái phòng thiệt tốt ở trên bờ biển, rồi tụi con ăn uống, rồi tụi con tự dành chết, thầy nghĩ sao? Tôi nói tốt thôi, nếu mà không được thì chết, chứ sống mà đau khổ. Thì anh chị hỏi tôi như vậy thì chết như vậy có tốt? Tôi nói tốt. Nhưng mà trước khi chết là theo như tôi nghĩ là anh chị phải sang đất Phật một lần. Vì Đức Phật có khuyên rằng người Phật tử sang một trong tứ thánh địa chiêm bái thấy rõ, và khi chết mình sẽ sanh về cõi ác mạng. Thì bây giờ tôi nghĩ anh chị trước khi chết sẽ theo thầy qua bên đó. Qua bên đó. Lại Phật. Ở với thầy dạy hôm, lúc đó cái chùa chánh niệm mình chưa xong. Thì về lúc đó chết. Mà trước khi chết, trước khi uống thuốc độc mình nhớ rõ cái cây bồ đề. Mình nhận kỹ vậy đó, để cho nó khỏi hối hận. Thế là mấy tuần sau hai anh chị sang.
tôi dẫn đi cây bồ đề, rồi dẫn đi khối hành lang, họ mới đi nhiều, lên trên núi Sơn rồi về sau đó là từ giả đưa, mà họ đi họ phấn khởi, tận mắt họ thấy những cái cảnh của đời, họ thấy cuộc đời của họ là quá may mắn và quá đẹp, nghĩa là không có thể so sánh như bên này, phải không ạ? Không so sánh được. Thì khi họ về thì mà quý vị tôi thì mà lúc về cái câu chuyện này tôi cũng quên rồi, lâu lâu tôi nghĩ là hai đứa này nó về nó có chết thì nó cũng thấy cái bồ đề nó cũng siêu thoát, mình cũng mơ mừng. Mấy năm sau là tôi không biết nữa, mình cũng không có để ý, cũng không nhớ mà hai cái đứa này nó chết bởi vì bận nhiều chuyện mà làm sao nhớ được. Cảm ơn cô. Tôi mới có một lần rồi sau đó mấy năm thì không biết, đó cũng chắc 4-5 năm thì tự nhiên tôi thì trở lại Canada, thì lần này tôi ghé Toronto. Đi tới Toronto thì mình vô cái siêu bà khác, tự nhiên mình thấy hai đứa đó. Thôi, sao mà tôi bay còn sống? Nó thầy đừng có nói cái này đó. Mừng quá, hai thầy đòi lúc đó mình quên. Trời, ta tưởng tôi bay chết rồi đó. Thôi thầy đừng nói chuyện đó này. Bây giờ tụi con yêu đời lắm rồi. Mới hỏi té ra là nó về là nó có cái sự mộng nhiễm gì là tự nhiên rồi hai đứa âm thầm dọn đi một cái thành phố khác. Lập gia đình luôn, đám cưới, không cần. Mà bây giờ là gia đình nó hạnh phúc. Rồi nó mời tôi về nhà vui lắm, về nhà mà về nhà mà thấy nó rất là cung kính mà nó sợ sệt cái gì đó. Chứ nó dạ thôi tụi con lỗi với thầy, tụi con lỗi. Mày lỗi cái gì nè, con xin lỗi thầy, xin lỗi, mà nó nói mấy chục lần xin lỗi. Mà mình không biết xin lỗi chuyện gì. Xin lỗi thầy, cũng xin lỗi thầy. Tao hồi nãy giờ tao thấy hai vợ chồng mày đứa nào cũng nói xin lỗi mà tao không biết tụi mày lỗi cái gì, mày nói tao nghe coi. Dạ con lỗi thầy đó. Hồi đó con nhờ thầy dẫn qua bên đó, tụi con mới thấy tụi con là người hạnh phúc. Học hành rồi có địa vị mà tại sao lại có ý nghĩa với tự dẫn. Thì tụi con về tụi con Phật độ sáng suốt, tụi con cũng tự dẫn. Tụi con lấy nhau rồi sau đó có một năm mấy gia đình, bây giờ hai bên đều hòa thuận. Và tụi con đẻ được hai đứa. Cái đứa đầu đứa gái, đứa sau là đứa trai, mà đứa đầu con đặt là con Quyền, con sau là thằng Diệu. Thiệt là Tiếu Long. Mà không hỏi tên thầy, không đúng ra là con phải chắc con Phạm Quý. Tôi gọi tôi rất cực, cả người ta sát đặt. Đó, biết mình thành lắm. Đó, bây giờ đó, một đứa đầu tên là gì? Quyền, Quyền Elizabeth. Còn cái thằng sau là cái thằng Diệu. Mà nó không kêu Elizabeth Diệu chứ gặp hai đứa mà nó nhiều Quyền Diệu. Hai đứa nó chạy đến dạ quý vị thấy không? Đây là những cái chuyện mà quý vị chỉ cái tâm mình đích thôi. Quý vị chứ nghĩ ở Úc này đó, quý vị tri ân nước Úc, rồi quý vị tri ân Việt Nam, rồi tri ân những người mình đó, quý vị nó sẽ có những cái lan tỏa này. Đó, cũng như tôi nói quý vị rằng tôi tri ân sư phụ tôi. À, tri ân sư phụ tôi, mà bây giờ mình có bao nhiêu ngàn đệ tử để tri ân mình. Quý vị thấy sung sướng chứ. Đó cũng như tôi nói quý vị, kể những cái chuyện này là khi mà quý vị mà mình học Phật, rồi mình may mắn mình gặp những ông thầy, mình chỉ có những cái nhỏ nhỏ vậy nó sát ra. Đó cũng như hôm qua, thôi tôi kể là cái câu chuyện này nó mới xảy ra mấy đây mấy tháng thôi. Câu chuyện này nó mầu nhiệm. Nó mầu nhiệm thế này, quý vị tôi đó thì tôi đi làm hướng bên Đức nhiều lần, nhưng mà tôi phải nói tôi không biết tiếng Đức, bởi vì mình nói những giới trí thức là nói tiếng Anh, tiếng Pháp, mình nói không tiếng Đức. Thì cách đây khoảng 3-4 năm rồi tôi đi bên Đức, thì tôi mới làm một cái cuộc mà kêu bằng giống như mình đi du lịch đó, ở bên Đông Đức. Mà bên Đông Đức quý vị thấy là phần lớn là người ta không nói tiếng Anh, họ nói tiếng Nga, tiếng Đức. Mà tôi thì tôi đâu biết tiếng Đức. Cái bữa đó tôi đi ra cái ga xe lửa đó quý vị, là tôi muốn mua chiếc cái vé xe lửa. Thì mình nói tiếng Anh không biết, tôi mới ra dấu như thế này đó. Thì có một cái ông Đức già. Cái ông Đức này ông già, tôi nghĩ chắc cũng cần 50 mấy, tôi nghĩ là tối đa là 65-70 tuổi, không có lớn đâu, cũng còn khỏe mạnh. Mặt mày rồi xác thực. Tôi mới ra dấu là tôi muốn mua cái vé. Thì quý vị, ổng đưa tiền ổng lấy, ổng lợi ổng lấy cái tiền ổng. Tôi nhớ là rõ cái vé, cái ticket, cái chỗ nó ngoài Bông Dơ mà đi vô trong Bá Linh. Bữa đó tôi nhớ tôi đi từ cái chỗ mà
ở cái miền 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 đông á, và đi vô tâm bánh đi khoảng chừng 40 phút, thì cái giá nó có là 4 euro rưỡi thôi. Ông Lợi ông mua cái giá xong rồi quý vị ông đến trước mặt tôi, ông quỳ xuống hai tay ông đưa cái giá, trời ông làm mình sững sờ. Mà cái anh này là da trắng mới chết rồi đó, anh quỳ xuống ông đưa vậy nè, sững sờ, mà nói tiếng Anh ông không biết. Cái tôi mới móc tiền ra, cái giấy mà 10 euro tôi móc ra đưa ông, nhất định không lấy. Mà ông không lấy rồi ông còn xá xá rồi vậy đó. Quý vị thấy xúc động chưa? Mình ở một cái nước không biết tiếng nọ mà họ đến mà cung kính mình đó. Chứ nghĩ ông này chắc là ông có nội mình đó, đạo thái là sao? Hay là Bồ Tát sao mà nó làm lạ thiệt cái đó. Mà cung kính cái gì, quỳ xuống mà đưa đây cái giấy nè. Tôi lên xe mà tôi ngẩn ngơ đó quý vị, thì tự nhiên trong lòng tôi nghĩ đi, vì mình cái máu đã có sẵn tri ân rồi. Tôi nói là trong cuộc đời của tôi, nếu nào mà tôi có cơ duyên gì giúp được cho người Đức và cho dân tộc Đức này, tôi mình phải làm. Wonderful, chỉ một cái người ta thôi vậy, con chuyện là xong về, nói vậy thôi. Mình mà cũng không có, mà tôi cũng không có Phật tử rồi, ở đây tôi còn quen nhiều hơn ở bên xứ Đức nữa. Thấy không? Thì quý vị cái đó. Mình là, bây giờ là mình là tháng mấy rồi? Tháng 2 hả? Tháng 2 đúng là mình là tháng 2, là tháng 7 năm rồi, thà kỳ rồi đó, là cái kỳ bên đó là July, juillet tức là hè đó. Thì tôi cũng đi qua bên đó. Tức là có một cái đoàn ở bên Đức, họ đi qua bên đó rồi họ quy với tôi, hai chồng Minh Nghiêm với Diệu Trang. Qua rồi nói với thầy, mấy mốt mà có dịp với thầy sang bên Đức, thầy ghé là lại chỗ nhà con. Tôi hỏi nhà anh chị ở đâu đó, nhà con ở Ba Linh. Có xa không? Nhà con ở Ba Linh mà, Ba Linh trung tâm mà. À, tôi nói vậy, tôi sẽ sang. Thì khi mà đi sang đó quý vị, thì mà tập tôi sang là tôi cũng ở nhà, tôi luôn luôn ở khách sạn, bởi vì mình ở nhà đó. Thì tôi mới điện thoại là hai anh chị mới đến chở tôi đi, chở đi mà quý vị ở đây là quý vị người nào đã đi qua ông Châu, đi qua Đức rồi đưa tay này con, ít quá. Rồi cầu nguyện sau quý vị nên đi, không những thăm nước Đức mà thăm tất cả những cái nước ông Châu bên đó. Ông Châu nó mỗi một cái nước nó có đặc tính riêng, Bỉ, Đức, Ý rồi ha, Pháp rồi, phải đi trước khi nhắm mắt đi mà cho biết. Mai mốt mà có thể mình nhộn siêu mình đi qua đó mình khỏi hạt đường đẹp lắm quý vị, mỗi một cái lục địa nó đẹp lắm, đi rồi đó. Họ qua mà chở tôi đi lại Đông Đức rồi Ba Linh rồi coi bức tường thế nào đó. Cái rồi họ chở tới một cái tòa lâu đài, một cái tòa lâu đài, nói cho họ nói lâu đài cho nó ngon, nó cái nhà đồng ở trên cái khu hồ. Cái đến nó hỏi tôi trời, cái sống mà sao mà quý vị đi qua đó đừng có đi mùa này, bên đó giờ mùa này tiếc, đi vào tháng, bắt đầu tháng 5 đi, tháng 7 đẹp lắm, nó rừng đồ. Cái môi sinh ở nước Đức nó cũng rất là đẹp. Chở tới cái chỗ tôi nói trời ơi, chỗ này sao mà nó đẹp quá mà. Nó cái tự nhiên hai vợ chồng á, quý vị thấy là tôi kể quý vị luôn, cuộc đời nó có nhiều chuyện không, trời chỗ này đẹp đó. Cái nó hỏi là thầy có muốn mua cái chỗ này không? Muốn lắm. Mình nói vậy chứ mình có mua cái gì, trời ơi, mình đất Phật mà cái chùa của mình ở đó mình lo chưa xong rồi dính vô cái muốn trời chỗ này đẹp, chỗ này mà làm được có cái trung tâm về hòa bình đó, đó. Tôi chỉ nói vậy thôi. Kế tới chừng mà trên đường về Ba Linh đó, mới ghé vô cái tiệm mà McDonald's ăn là cũng hai vợ chồng nó hỏi tôi, thầy con không thấy chỗ đó đẹp đâu mà thầy muốn mua không? Anh nó muốn lắm chứ, nhưng mà tiền đâu muốn. Và tôi cũng thêm công đó, nếu mà mày hai vợ chồng bay mà muốn tao mua thì ra mua tờ giấy số của tao để chúng người ta đưa tiền tụi bay mua. Cái hai đứa nó cười nhé, ngồi mình cười, mình không biết nó có thông đồng không, mình cũng cười mà tôi cũng không có khen cái chuyện này. Mình ở một cái xứ bên kia mình làm không được á,
cái lát nó hỏi tụi con thú thật với thầy, tụi con xa đất nước cũng mấy mươi năm rồi, người 25, 30 mấy năm rồi, tụi con qua bên đất Phật, tụi con ở, tụi con ngưỡng mộ thầy lắm, mà phải chi mà thầy có một cái trung tâm hay là một cái gì đây đó là tụi con ảnh diện không? Thầy con hỏi thật, thầy muốn, nó muốn mua, mình muốn, mình nói mình muốn cái miệng chứ mình có tiền đâu mua nha. Quý vị hai chồng nói thấy tội lắm, quý vị nói nếu mà thầy mua thì con xin lấy cái nhà của con ra, con cô sai nói với nhà băng để mà trên bóc kê cái tiền nó mua cái khu đất, nói vậy thôi, mình nói vậy thôi. Rồi xong ngày mà 2-3 ngày sau là chở tôi lại chỗ đất đó, nó chết vậy đó quý vị, nó làm như có ma quỷ gì dẫn tôi đó vậy đó. Chở lại đó là thấy thích quá, nó thích. Và xin thưa quý vị đó là nó làm thiệt, làm thiệt. Nó mua giờ sao vậy? Mà tôi cũng nói là khi mà nó mua, nó thưa thầy, ý như thầy mua tên thầy Đức, nhưng mà tụi con xin là đứng bảo đảm trả nợ. Tôi nói trả nợ là bao nhiêu, nó thầy chừng nào có thầy trả, còn không có tôi tặng luôn. Tôi nói không được, nói gì không được, tụi bây không nói gì được. Thì lúc đó là tôi mới nguyên tụ mấy chục người á. Mà quý vị nhớ thế này nè, khi quý vị làm những cái chuyện tốt, đừng bao giờ mà nói lung tung. Đúng đó, mình không biết hai đứa này nó đưa mình vào cái bẫy hay cái gì. Quý vị nhớ nha, mình mà lơ sơ bắt cóc mình nó chết nữa nè. Nó hai qua nó tịch thu hai cái chùa bên Ấn Độ để ba người phiền đó. Lúc đó cái đầu tôi nghĩ lung tung hết. Quý vị thấy gì chứ thầy cũng không. Thầy mới kêu mười mấy người lại, thầy mới nói, thầy nói bây giờ mình nghiêm dự trang đã như vậy đó, thì mấy anh chị mà thống nhất có đồng ý. Ô trời, tôi cũng mừng lắm. Nếu mà như vậy thì thầy khấn nguyện, thì thầy đứng khấn nguyện, thầy khấn nguyện, thầy nói cũng giống như thầy Tấn, thầy nói bây giờ thầy không có tiền nhiều, nhưng mà bây giờ đó, mấy anh em mà làm đây đó, người ta thầy cho đồng bạc, tụi bây thầy cho thầy một trăm đồng, nghĩa là không được như thầy Tấn. Để tấn 1.000 đồng. Và xin đó tin mừng quý vị là chỉ có mấy tháng xong là họ mua xong cái cơ ngơi đó. Nó không lớn, không biết mà bên đây là nó tới là 30.000 thước vuông. 30.000 thước vuông, họ thì nghĩ lớn nằm ở trong cái hồ vuông. Tôi cũng mới ở bên Âu Châu về, và tội lắm, họ sửa sang rồi đó. Nếu mà cái chỗ đó làm được mà họ hỏi tôi là đặt cái tên chùa, tôi nói không, bởi vì chùa nó nhiều quá rồi mà mình đặt cái gì. Mà đây là cái ước mơ của tôi trong 10 ước nguyện, là nếu mà tương lai tôi làm là tôi muốn có một cái chỗ đất rộng, mình trồng cây, mình làm cái chỗ ở đẹp, mình làm cái trung tâm nghiên cứu về vấn đề harmony, peace and harmony, mà harmony and peace, hòa bình, tức là mình đưa những cái người học giả hay là những người nghiên cứu đến nghiên cứu tại sao có chiến tranh, tìm cái solution sao. Bây giờ mới chân mà tôi nói thật, thì bây giờ tôi nghĩ là cất hai cái chùa dễ đủ, là không cất. Nếu mà cất sau này là tôi cất ví dụ là bệnh viện hay là trung tâm nghiên cứu gì, chứ cất chùa, vì chùa nhiều quá rồi, phải không ạ? Không cất hả? Và tôi mong rằng là tháng 7 sang năm nay á, nếu mà họ sửa lại được á, thì mời thầy Tấn dẫn một phái đoàn đi sông Âu Châu, để sẵn nó ghé luôn cái chỗ cái trung tâm đó. À, quý vị thấy nó, cái cuộc đời nó rất là nhẹ nhàng. Và cái mà tôi sợ nhất là cái vấn đề thiếu đạo. Cái gì cái cuộc đời của tôi sợ lắm. Quý vị thiếu nợ sao? Quý vị thấy ở ngoài, quý vị mỗi tháng mà có những cái income vô, quý vị trả 1-2 ngàn, tôi mà đâu. Mà bây giờ mà nếu mà cái chùa mà mình mà trả tháng mà cũng quên đi lắm, phải không? Ví dụ khi nào mà Phật tử nó thương nó cúng thì cái chuyện nó hơi quấn đồ phục. Nhưng mà bữa nào mà chơi đến giận nó không cúng có tiền đâu, mình trả tiền điện, chỉ trả tiền điện không có, chưa nói trả tiền ga, tiền nhà mặt. Mà cái này là tôi thấy nhiều cái chùa bên Mỹ đó bị nhà mặt tịch thu. Phật đang ngồi tụng kinh này, để vô nó đem thừa phát lại, đem nô tan vô, cảnh sát vô là biểu tụng xong thời kinh rồi đi vô, tôi dọn Phật hết. Và cái này tôi thích. Và nói quý vị rất là mừng là cái kỳ rồi là tôi qua tôi làm lễ đó,
mà không không thờ đâu quý vị, nó là một khu nhà trống vậy thôi, mà chỉ trong vòng 2 tiếng sau là họ dựng bàn Phật đồ. Quý vị nào mà có cái Viber để tôi gửi đi, họ để bàn Phật đồ, đâu có à, có Đức Địa Tạng rồi nhưng mà thiếu một cột pháp. Họ làm lên, nhưng mà tôi nói rằng là nếu mà quý vị theo tôi là cái nước đó là cái đạo Thiên Chúa, thì nếu mà làm thì lấy một cái phòng nhỏ thì khiêm tốn thôi, không có hả? Thì đúng quý vị thấy còn nhiễm chưa, mà không những họ báo tin mà đã xong nợ mà còn dư mười mấy ngàn vô vô mười mấy ngàn đó sửa, mà nếu cái chỗ đó sửa không thì có thể ở khoảng 150 người nằm trên cái hồ đẹp đó. Mong là thầy tấn điếu được đó quý vị đi xa đó. Mà tôi giờ tôi cũng biết là sao cầu nguyện đó. Quý vị nó không có cái planning. Nếu mà chọn cái xứ mà ở là tôi có nghĩa là tôi chọn nước Úc hơn, vì nước Úc nói tiếng Anh, mà không, bên đó là quý vị mình không biết tiếng Đức, đi ra ngoài đường nhiều khi mình nói giống như cấm mình đó, mình lên đây mình nghe Úc mà nó nói xấu mình còn nghe biết, cái cộng bên đó nó nói tiếng Đức mình lắm không biết nói gì. Nhiều khi đi đường lạc đó, không biết khỏi làm sao, có đứa thì biết tiếng Đức phải không, nhưng mà an lạc. Thì là tôi nghĩ trong cuộc đời tôi muốn chia sẻ với quý vị là chúng ta chỉ có là tri ân thôi. Quý vị thấy sướng chưa? Khi mình có lòng tri ân cũng như quý vị có cha mẹ, quý vị tri ân cha mẹ quý vị sẽ có cái phước hiện tại. Tri ân thầy tổ, tri ân đất nước, tri ân cái chỗ mình ở. Đó, đây là một cái bữa nay tôi gặp quý vị tôi chia sẻ. Đó, cũng như mỗi ngày là quý vị mà tụng kinh hay niệm Phật xong là quý vị lại giống hướng. Ở trong đó cũng như mình ở đây mình không biết cái gì quá khứ cái tấm lợi, nhưng mà mình cũng cảm ơn đất nước Việt Nam, cảm ơn ông bà thầy tổ cha mẹ, nếu mình không có mình không có thân này à, rồi cảm ơn đất nước Úc, rồi cầu nguyện, rồi làm tốt đó quý vị thấy. Thì tôi nói quý vị, tôi nói chuyện với quý vị, tôi muốn nói là những cái gì mà kinh nghiệm rút từ cái bản thân ra để mình áp dụng trong cuộc sống, mà mình tu theo Phật giáo mình như vậy đó mình mới tốt. Cho nên tôi thường thường tôi đi giảng cái nơi tôi muốn nói quý vị rằng mình tu thỉnh thoảng mình phải put the question, pose the question là mình hỏi là mình tu đúng hay là tu sai. Quý vị có biết này chưa? Mình thấy là tu cái đó đúng hay tu sai, à, cái này là quan trọng. Như hôm qua tôi nói là tu đúng là khi mình chưa tu, mình chưa tu pháp môn là cái chưa tu đau khổ, mình tu cái pháp môn là mình có hạnh phúc an lạc. Chưa tu đó vợ chồng gây lộn, tu pháp môn là vợ chồng hòa thuận. Chưa tu nghèo, tu rồi giàu. Còn chưa tu trật là chưa tu hạnh phúc, rồi tu rồi đó vợ chồng ly tán, mỗi người đi ngã, cái này là trật. Chưa tu rất là vui vẻ, tu rồi nó gặp ai cũng lượm đồ thuốc của chỏ, cái này là thật. Chưa tu ba bốn cái nhà tu riết không có cái nhà ở à, quý vị phải cẩn thận cái này đó nha. Cái này là phải rõ, tôi nói thật với quý vị là chúng ta đang sống trong một cái xã hội rất nhiều cái chuyện lừa dối, lừa đảo có quá. Thành ra quý vị là đệ tử Phật, quý vị phải có trí tuệ. Cho nên tôi nói quý vị, cái đầu của tôi mở rộng lắm. Bây giờ có người thì tu theo mặt tông thì chống tịnh độ, có người tịnh độ thì chống thiền tông chống tịnh độ. Nhưng mà tôi tông nào tôi cũng tôn trọng hết. Cái đầu của tôi rộng lắm. Cho nên cái chùa mình bển là một cái chùa rất là cởi mở. Tôi không có theo mấy thầy Tây Tạng. Tôi theo thầy tôi Việt Nam. Tôi là tịnh thiền song tu. Rồi quý thầy tôi cũng tôn trọng, người nào tu thiền tôi cũng ok, tịnh độ tông cũng ok, liên hoa tông cũng ok, rồi nhập tiên tông cũng ok, cái gì cũng vậy. Cho nên có nhiều người ghét thầy, anh nói ô thầy nhiều tu theo kiểu tả bích lù kể, nhưng mà mình đáng lạ. Cho nên cái tông phái nào cũng có cái hay, tông phái nào cũng có dở. Ông bà mình có nói câu ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên à, quý vị thông thái không vậy đó, quý vị thấy Tây Tạng cũng vậy đó,
Có nhiều người chỉ tới Tây Tạng nhưng mà thật sự Tây Tạng là có những người tu chứng đạo. Rồi Thiền Tông cũng vậy. Thiền Tông cũng như người con năm, không có đề cập mấy cái người mà tu lạc hướng. Quý vị biết là nãy thầy nói là lạc hướng hay không? Lạc hướng là nhìn cái người đó mà không an lạc. Quý vị mà thấy người nào mà tu mà cái mặt buồn á, mà không an lạc là có vấn đề, là phải sửa. Cho nên là tôi mà đi đâu mà tôi thấy mấy người tu hay là cái gì không biết pháp môn nào mà cái mặt buồn là tôi nói không có nên tu. Và nếu mà tu mà cái mặt buồn buồn mà nhăn nhăn chút buồn chỏ người ta là có vấn đề. Đây, mấy người mà tu mà cái mặt buồn buồn đăm chiêu đó là thứ nhất là thất tình. Mấy người mà thất tình tu nó buồn. Thứ hai là đau bao tử. Sao để cười? Mà mấy người đau bao tử mà ít cười lắm. Thứ ba là thiếu nợ. Thứ tư là đủ thứ chuyện. Nhớ mà tu đúng là. Cho nên là quý vị mà sang đất Phật đó, tôi nghĩ quý vị nhìn thấy ngay nhiều cái hay lắm. Cũng như tôi nói nhiều khi đi về Việt Nam các nơi đụng chạm, cũng như mấy vị mà họ tu mấy chục năm mà họ không tu đó, là tôi hỏi họ đó, ông Phật cũng đâu bắt mình tu. Mình tu là vì mình cái lý tưởng mình muốn giải thoát, muốn giúp chúng sanh. Còn mình không tu, mình cởi cái áo mình đã ông Phật á. Phải không ạ? Đó. Mà tu cho ngon lành, tu cho trúc. Cho nên tôi hôm qua tôi mới nói đó, thường thường có người nhiều niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật mà niệm hoài không thấy, không thấy thành công. Cho nên tôi mới thêm câu Nam Mô A Di Đà Phật, tu phải thành thật, tu đừng lật đật, tu đừng có trật. Mà cái này quý vị thấy đơn giản, tu phải thành thật. Quý vị thành thật là có kết quả. Có nhiều người nói, tôi nói thật chứ quý vị, có người đi chùa đó, ngày đi tới 2-3 lần, mà càng đi nó càng nghèo, càng đi càng tội lỗi. Nhưng mà có những người lâu lâu mới đi chùa một lần, đi vô là về sáng rực. Quý vị phải để ý mấy cái này đó, phải để ý rồi đó. Có người thôi đi đâu là gặp em mua Phật, mua Phật vô chùa đó, mà bước chân vô tới chùa là tội lỗi. Và bởi vì sao? Khi mà bước chân vô đó, cái chùa là cái chỗ trang nghiêm, bước chân vô là nó mang cái đôi dép dơ đó, vô đâu có là tội đâu. Để bỏ mang đôi giáp đi rồi gặp người khác nghinh 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 vậy đó, gặp thầy trụ trì á, thí dụ như gặp thầy Phước Tấn rất là vui vẻ, mà gặp không nghinh nghinh là nói cái này mang tội rồi, thấy không? Rồi gặp người nào mà ghét rồi về bình phẩm rồi đủ rồi thức cũng rõ, rồi đi vòng vòng coi nhìn trước mình sao, thấy ai thấy mấy chai tàn ngon lấy bỏ túi đó. Cho nên nếu quý vị thấy cái này là tôi để ý đó nha, đó tội lỗi ghê lắm. Có những người đi chùa một ngày mấy lần mà cha mẹ ở nhà bỏ đói, ông Phật không chích cái này hết, nói ra nó đụng chạm. Nhưng mà nhiều vị thích, ôi trời ơi con ngắm mà cha mẹ quý vị phải thương yêu lo lắng ông bà cha mẹ quý vị. Ở đây quý vị nào còn cha mẹ đưa tay thầy con. Quý vị cố gắng mà trân trọng cha mẹ. Cha mẹ mà không biết tu cũng ráng tác động cho cha mẹ tu. Cái này là đền ơn. Quý vị nhớ nha. Đó cái này ha. Rồi đó quý vị thấy có những người ở xa chùa mà làm ăn mỗi ngày mỗi phát đạt. Nhưng mà có những người ở sát bên chùa đó nghèo hoài. Tại sao? Tối ngày đi qua lấy đồ chùa xài sao mà cứ đặt đó. Mà cái này là tôi nói với vị là tôi quán chiếu đó, quán sát. Có những vị thầy hồi nói là quý vị đó đừng có chê trách thầy. Tu mấy chục năm học 2-3 bằng tiến sĩ, mình kiếm cái tiến sĩ kiếm muốn chết luôn, 2-3 bằng tiến sĩ. Khi mà nửa chừng mà vì hoàn cảnh gì ra đời, nghèo cái gốc, không đủ cơm sống. Tôi cũng rất là cái không biết gì, cũng bất cái nào. Cái chuyện này tôi mới liền gặp ông sư phụ tôi, hỏi thưa thầy tại sao mà cái ông này tu mấy chục năm mà ông giỏi mấy cái bằng tiến sĩ như vậy, sao mà giỏi ra không đủ cơm ăn. Thì ông sư phụ tôi nói thưa thầy, con có gì đâu mà không biết.
là vì ổng có 100 đồng thôi, ổng xài tới 1.000 đồng sau ổng có lên, tức là hết cái phước rồi. Quý vị thấy không ạ? Cái đàn nào tính thí đó. Mà chính cái điểm này đó quý vị, thành ra có nhiều Phật tử không có đồng ý với tôi. Nói thưa thầy, là tại sao mà con cúng mà áo tốt hay quần áo tốt thì mà thầy không dùng? Tôi thật sự là tôi kính nhưng mà tôi không thích. Vì tôi đi làm mướn, tôi có tiền. Mà tôi nói thật với quý vị, tôi có tiền tôi ra tôi mua cái áo tôi bận, tôi thấy tôi an lạc. Nhưng mà có nhiều người mà cho thầy cái áo mà sang bận đó, thầy cũng cảm ơn. Nhưng mà thấy nó nặng nặng giống như là cái gì đó, giống như cái áo bằng sắt vậy đó. Thích một bên mốt, bên mai mốt mình tu xong mình lên mai áo nó bận lắm. Và cái chuyện này là tôi đã bị trả quả rồi. Ở đây quý vị nào mà có đọc cái sách mà tôi trả quả mà người ta mà gặp mấy cái đó là người ta giấu, nhưng mà tôi không giấu. Vì mình phải nói cái sự thật ra. Cũng như tôi có một cái ông mà ông này thì nói điện tử được. Có một cái ông Bảy, ông ở bên Mỹ á. Đang ông đi sang, tôi dẫn ông đi sang bên đất Phật. Có cái chuyện này dài. Ở đây người nào mà đã đọc tập cái câu chuyện đó là đưa tay này không? Chắc ít nha, cái chuyện này hấp dẫn lắm. Thật ra là quý vị biết, có những cái ông này là thầy không có quen, ông vậy đó, đi nói chuyện vậy đó. Đi nói chuyện ở bên chùa Đức Phiên á. Nói chuyện giống vậy thôi. Thì khi mà quý vị nói chuyện xong là tôi, nói chuyện xong là tôi đi. Cái bữa đó sao mà nói chuyện xong là cái mấy bà chứ đứng sắp hàng vậy đó. Đứng sắp hàng. Ông đứng sắp hàng tức là người ta cũng lớn ta chào đó. Ông đứng sắp hàng, ông đứng làm sao ông la. Mấy bà ơi, mấy bà đi nhanh đăng tải mà sao chứ dành ông thầy hoài vậy. Mình nghe cái ông này mà ông la lớn tiếng thì mình thấy cũng kỳ kỳ. Mấy bà nói thì ông đứng sao thì cũng chào thầy. Quý vị cái này cho nên tôi mà đi đâu nói chuyện là quý vị cũng nghĩ là tôi thích đi liền. Và bữa đó chắc trời cũng như nhân ngã sao mình gặp cái ông nội này. Ông la vậy đó. Thế tôi biết mắt ổng là này. Mắt ổng vậy đó. Tức là mình muốn cho ông đi trước ông nói chứ để la ôm sừng lắm. Mà quý vị mà họ nói nặng lắm. Tại sao mấy bà làm gì mấy bà chỉ quay ông thầy đó. Ông thầy này cứ chung chứ mà ông nói lớn thì chứ phải nói nhỏ thôi. Cái té ra là ông lợi ông nhét cái miếng giấy ông tay tôi lên. Dở ra con, xin thầy cho con gặp, nếu không con chết. Nãy giờ mình đã hết hồn, giờ gỡ ra cái này hết hồn. Cái biết cái miếng sao cái song song đàng hoàng, cái xuống nước nó biến cái này là kêu nó lại, nó thầy, con có hoàn cảnh đặc biệt. Nó nói tôi nó không có đặc biệt vậy. Bây giờ ghi số điện thoại đi. Ghi số điện thoại, cái sau xong tôi về khách sạn. Điện thoại té ra là ổng kể một loạt là cái hoàn cảnh ổng là muốn đi tu. Bây giờ ổng muốn mời tôi đến nhà ổng. Mà quý vị thấy bây giờ là tôi rút nhiều kinh nghiệm, bây giờ tôi không thích đi nhà nào là vậy. Té ra là mình đến ổng là mình muốn cảm tình ổng mà. Mà đâu có nhà, khi mà hẹn 4-5 ngày sau tôi đến là ổng điện thoại là con ổng Florida ở New York và tập trung ở San Jose. San Jose xong. Ôi cái chuyện này nó dài thôi, tôi kể tóm tắt mình nghe. Giờ ổng ngồi xong là ổng nói dòng do tâm bất là ổng xin đi tu. Ổng xin đi tu, tức là theo tôi đi qua Đức Phật tu. Thì khi muốn hỏi về tôi cũng tự nhiên. Thì tôi nói nếu mà ổng muốn đi tu thì tôi mới xây qua bà Bảy. Tôi hỏi bây giờ ông Bảy ông muốn đi tu thì bà Bảy có đồng ý không? Bà Bảy bà nói dạ thưa thầy con đồng ý, nhưng mà xin cho con đi theo. Mới giờ nó đi theo bạc bạc cái bóp vậy nè. Ông nói bà ấy cho tôi đi tu, tại sao không để tôi, để tôi tu chứng đạo về tôi đổ bà. Bây giờ biết tới xong cái bà đập cái bàn mỏng ngoan không đúng vì con để rồi. Bà lấy cái khăn ra bà lao nước mắt bà. Thì tôi nói thôi chuyện này tự nhiên mình đến đầu tiên mà mình gặp cái căng thẳng, tôi nói ông ở đây đi tí tôi về thu xếp hả, thu xếp thì tôi cái chuyện này nó gai cấn mà tôi nghĩ tự nhiên là mình mang cái nợ. Nhưng mà bà Bảy không cho là ông nội tôi cũng dám dẫn không nè. Thì tôi mới về bởi
Về bên chùa đó quý vị, ta nói chưa được một tuần mà điện ở bên Mỹ điện thoại qua. Mấy đứa con nó nói thầy cứu nhà, cứu bố con. Lúc này nó quý vị thấy tôi nói là cái này chắc là nghiệp. Thầy cứu bố con giờ đòi tự nhận chết. Bố con không đi tu đó, bố con chết. Cái đợt bây giờ chúng con mua vé máy bay, thầy bay qua thì quý vị thấy là dính vô chùa đó, nó nhiều cái phiền phức lắm. Thì cuối cùng là tôi mới thu xếp điện chùa, tôi bay ra đợi gặp ông. Thì mấy đứa con nó kể đó, ông không ăn không uống, vô toilet nó cũng phải đứng ngoài, nó canh sợ ông chết trong toilet tự nặng đó. Cái đi ra là biết mình cũng tâm ý, thì tôi mới yêu cầu tôi mới cũng ra nó bây giờ thầy cho ông đi tu chuẩn bị hết. Rồi lúc đó là sắc mặt mỗi lần ra mua vé máy bay, thì ông kêu con ông ra mua vé máy bay đó quý vị, ông mua cho ổng rồi, ổng mua tôi luôn, là ổng mua vé first class đi tu mà đi hành xa. Tôi nói không, tôi đi hành thường không có gì hành xa. Ông đi mà coi cái giá lại thì quý vị nhớ cẩn thận nha. Tôi quý vị thấy với thầy cẩn thận, tôi mới biểu đem giá cho tôi coi thì mua có một chuyến đi thật cũng không được, phải mua hai vé. Vé đi thì cũng đi tôi, nhưng mà giá về thì ổn mình. Quý vị biết sao? Để có gì mình đưa lên máy bay, chứ tiền đâu mình bỏ ra mình mua cho đó mà. Trời cũng phấn khởi nha, cũng phấn khởi mà ổng là thoải mái mà ổng hỏi thầy sao thầy cho thầy đứng đo áo thì được. Cái tôi đứng cho ổng vậy đó, đưa tay ổng đo mình mừng quá, mình nói trời ơi ông này chưa là đi tử thiện mà sao mà nó hiếu mình đó, may áo cho mình may, vì tôi bận cái áo giống Ấn Độ đó, may là ít bữa mình tưởng là ổng may cho tôi, té là ổng may cho ổng giống như may cho mình làm thầy mình không. Trong đầu mình nghĩ gì hết. Cái vui lắm. Nãy giờ mấy phút rồi quý vị? Không có điều gì. Không biết bữa nay là mình nói chuyện đến bao nhiêu phút rồi. Bây giờ thôi nó kết thúc. Ta nói câu chuyện này mà mỗi một lần á, và tôi nhớ đó là tôi nói tôi cười. Cái xong là tôi biểu phải ra mua chuyến máy bay mà đi hành thường. Rồi quý vị biết cái ông đi xuống cái chỗ mà chùa quốc tế đó, ông mua sách vở kinh sách về mà cái chùa mà phòng quốc tế là cũng mua hết đóng vậy. Tức là hồi xưa thầy Đường Tăng mà vẫn thỉnh kinh, bây giờ ông thỉnh kinh đem về đất Phật. Ông về đất Phật rồi xong cái bữa mà đưa con cái ông một quý vị, ông này tôi thấy ông này có cái phước báo không? Ông là thợ may thôi mà rễ đồ ngán không á. Nói tiếng Anh thì broken English mà nó để không? Cái lên máy bay nó cái bắt đầu ổng vui lắm quý vị, ổng thiết pháp nói liên tục, có cần muốn thối muốn yên cái đầu đi ông bà nó nói rồi, ông nói trời ơi con mừng quá, bây giờ con được đi theo đất Phật nín cái phần mừng quá lắm. Ông thiết pháp qua rồi mà cái ông nín cái mà máy bay mà nó bay từ ở đúng rồi từ ở bên Los Angeles mà nó bay qua New York, nó ngừng ở New York, nó là máy bay thẳng giống bây giờ từ bay qua New York rồi cái tới New York em biết rồi, cái nó bay qua bên London á, thì lúc mà nó bay thì cũng mệt, cũng ngủ, cũng lát cái máy bay mà nó xuất đáp xuống ở phi trường Heathrow đó, thì nó nói lấy đi nghe, cũng mừng hết, mô Phật thưa thầy, bây giờ con đã được tới đất Phật rồi, tôi nói thật quá, mới tới làm lê thôi, cái đi xuống, cái gì, bây giờ là máy bay nó bay thẳng rồi chứ còn xưa cần tốc xuống rồi cái đổ xăng nó lên cái đi về tới Đề Ly đó. Máy bay đáp xuống ông mừng quá, ô mô Phật thưa thầy ơi, con sung sướng bây giờ con tới Phật, nó chưa, máy bay chưa đáp xuống, mới đáp xuống rồi gì đó. Bơi đáp xuống rồi cái gì thấy tội lắm, mà mặt, ra thì mệt nhưng mà mặt không sáng được hết. Và tôi nhớ đúng là đi tháng 5 là một trong những tháng nóng Ấn Độ. Thì mình thấy ông già, thì tôi mới biểu thông đưa tôi cái sách thì tôi mang, ổng không, ổng mang, ổng nói thầy mang không tội, tôi tội ổng không mang. Nhưng mà ổng nói chuyện mình chỉ sợ ổng nói lung tung á. Mới vừa ở trên cầu thang, cầu máy bay bước xuống rồi, ổng giục cái túi một cái dưới đất. Ổng giục rồi ổng làm tiền thưởng, cái bắt đầu ổng quỳ xuống hung hung đất giống như giáo hoàng luôn. Là tôi bắt cỡ chứ, hung 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 ba cái nè. Quý vị thấy những cái chuyện coi hài lắm. Xuống mà nó nóng quá đó. Thầy ơi sao mà nó đúng quá vậy? Đúng rồi. Cái thì đi bộ vô, cái đó không giống vậy. Đi bộ vô trong cái phòng
lạnh á, bị đông nó có air conditioning, trời ơi sung sướng sung sướng. Cái làm thủ tục thì đi ra ngoài, ra ngoài cái thì quý vị biết tôi là tôi thích ở đơn giản thôi, không có cái phòng mà có cái quạt được đó. Ông đề nghị tôi là mướn vô khách sạn 5 sao, tôi không có mướn 5 sao làm gì, tôi nói tôi ở cái chỗ mà thường thôi, không ở thì đó. Mà ông đâu dám, lúc đó là quý vị hôm qua vẫn cái gì cũng thay đổi. Ông thay đổi xong rồi cái rồi tôi mà mua vé xe nữa, phải ngủ đó một đêm, không có dám về nha, ngủ đó một đêm rồi phải chờ ngày sau rồi mua vé xe nữa, nhưng mà mua cái hàng máy lạnh á, thì ta nói ông lên xe nữa ta cũng nói liên tục bất tận, ông nói mà mình mệt, tôi biết mà tôi nói tôi mệt, ông để tôi yên. Rồi ông về tới Bồ Đèo Tràng rồi mướn xe về chùa mình, ông về tới chùa mình, đúng quý vị, chùa mình lúc đó mà quý vị thấy con người là từ cái rồi về cái ông cũng may mắn là khi về là trước khi ông về là có một trận mưa, thành ra tia mưa xuống rồi quý vị rồi cây cối là mưa quá, trời ơi sung sướng. Từ khi mà con ngoài Bắc vô Nam qua biển con chưa thấy cái cảnh nào mà đẹp như cái chùa không ở, cái ông sung sướng lắm quý vị, mình cũng vui. Ông vui xong rồi ông, quý vị nghĩa là rất là đàng hoàng, là ông mua đồ rồi xong ông đảnh lễ tôi, ông xin tôi xuống đất. Tôi nói không, ông xuống đất. Ông đang nghĩ hoài nói tại sao xuống đất không, ông phải tu tập trước đi. Tôi mà xuống tóc thì phải coi cho nó đàng hoàng. Vì mình xuống tóc thì được rồi, nhưng mà ít bữa không hiểu mình tập tóc sao mình tập. Đấy là, quý vị, cái này là tôi thủ hết ra. Thì khi mà ông ở mấy bữa đó quý vị thầy ngồi đó, ông nấu cơm tôi ăn, tôi không ăn, tôi nói không. Ông qua bên này, ông mà quý thầy, ông tự nấu cơm không ăn. Rồi ông thấy tôi mỗi buổi sáng tụng kinh á, tụng kinh nó thì ông nói thưa thầy tu nhiều quá thì tụng kinh thôi, bây giờ nó còn tụng thế thầy con là ok cũng tụng. Là ở cũng mấy tháng rồi sau đó là tới đúng rồi 3 tháng 5 tới là tháng 7 đó, thì bữa đó ông nấu cơm quý vị là rất là ngon, và ông mời tôi nói thưa thầy hôm nay con nấu thầy ăn, con bữa nay đồng đó và quan trọng thôi con nấu thầy ăn. Ông dọn mà giống như là khách sạn đàng hoàng lắm, tôi ăn mà ông nấu thì ngon. Tự nhiên mình ở đất Phật mà đâu có ai nấu cơm ngon, mà tự nhiên thấy mình có ngon quá thả luôn. Ông nấu như vậy là mà thấy thương đúng không quý vị. Sáng đó, thì tôi đó cúng Phật, tôi cúng bằng nước lạnh, nhưng mà ông này cũng cúng Phật, cúng bằng nước trà. Mà trước khi cúng nước trà là một cái bình trà cho sư phụ uống. Mà ngồi uống nước trà rồi nghe cái ông đệ tử già tụng kinh nó trời thích lắm. Trời ơi có lẽ là chơi giờ mình cực khổ, rất cái chùa giờ Phật thương mình cho mình có một đệ tử già, ông tụng kinh rất là hay. Ông nấu cơm và xong rồi là ông làm breakfast cho tôi ăn. Ăn rồi ông xuống, ông quét chùa rồi đủ thứ. Mà ông xin tôi điều đó là xin kêu bà thị giả giặt đồ cho thầy, tôi nói không. Ông nấu cơm, ông dọn hết tôi ăn được rồi. Nghĩa là êm đềm, đẹp nhất là những đêm trăng tròn. Rồi khi ông làm sống mối xong rồi ông xuống, ông làm trà, cà phê, bánh, ông làm bánh cũng ngon lắm. Ăn rồi mình vừa ăn gì cũng trăng, mà chứ trầm trồ quá, trời ơi. Không ngờ bao nhiêu năm cực khổ, bây giờ mình có cái ông điện tử về thấy sung sướng. Cái thời gian mơ ước hạnh phúc nó trôi qua không nhanh, nó tự nhiên sáng thức dậy không thấy ai tụng kinh. Thì mới đi vô trong phòng hỏi ông bảy, sao bữa nay không thấy tụng kinh? Nói giờ thưa thầy con đau quá. Ông đau gì giờ thưa thầy, con dở chân không lên. Lúc này bắt đầu lo rồi, mình kêu bác sĩ. Kêu bác sĩ vô khám bệnh, ông bác sĩ đó cũng có bệnh gì. Mà ở trong thì ông nói giờ đủ thứ bệnh á, nào bệnh phổi, bệnh tim gì hết. Lúc này đâu quý vị thấy là mới lo rồi đó. Thì ổng không có thì tôi phải tụng kinh. Tôi tụng kinh rồi đó thì đâu có ai nấu cơm, mình đói mình thấy là xuống là mình nấu. Nấu ăn xong đàng hoàng, dọn trên mâm mời ổng ra ổng ăn, không ăn luôn. Thì ổng dọn tôi, đón dọn tôi, bây giờ mình dọn đợi cho tiêu. Chứ đâu có mình có lọc. Mà đợi hoài không thấy ổng ăn, quý vị biết sao. Thì mà cái người già mà không ăn nữa, tôi phải để trong cái mâm xưng vô. Trời ơi, ăn như thầy. Anh nghĩ ông ăn, ông ăn mà ăn, ông không dọa, ông ăn là thế. Mà cái mà tôi sợ nhất là ông chết. Vì cái chùa của mình dơ đất mà
mà quý vị Ấn Độ mà chết đó, đâu có mà lạnh rồi đó, để mà nó thúi rồi con cũng qua nữa. Sao nó đủ thứ chuyện ấy. Mà tôi nói tôi lúc đó là tôi lên tôi phát tâm lại trên là tôi kinh Phổ Môn đó, cầu nguyện cho ông hết bệnh, ông mà chết là cái chùa nguyên năng. Rồi quý vị nói với cậu ăn, ông ăn xong rồi cậu nằm xuống lại, ông nằm xuống lại đó quý vị biết sao? Là mình sợ chán đũa nó đó. Tôi bây giờ tôi bưng, cái lúc mà mình bưng đi đó, thấm thiết quả báo nhận tiền, quả báo trả liền. Rồi đó ông dọn mình ăn, giờ mình phải đi dọn ăn xong dọn đi đi rửa chén, lúc rửa chén thấm thiết quả báo nhận tiền trả liền. Cái mấy người quay thấm thiết đúng là y như là mình nghĩ. Ở đó mình đã ăn phải ăn luôn cho nó. Rồi vô cái mình thấy ông bảy, ông bảy ông có uống nước trà không? Dạ con muốn uống. Uống trà gì? Tôi mấy đệ tử tôi nói hai vậy, uống trà gì? Dạ thưa thầy con muốn uống trà ô long. Trời đất ơi, Ấn Độ mà có trà ô long không biết. Và mình cũng chịu ông, bởi vì mình thương ông. Điện thoại đâu có ô long không biết gì. Tôi mới lấy cái trà Ấn Độ đó, trà Ấn Độ cái hương nó khác hơn cái hương của mình. Cái vô mình cũng pha nước đưa cho ông uống, bưng đó nó cũng đàng hoàng, có cái dĩa đưa phải uống. Nó vừa ngậm nước vô cùng khạc khạc như đó, trà gì mà đắng quá cái gì vậy đó. Người già mà cùng khạc khạc khạc, tôi nói thời gian uống ngày mai tao đi kiếm ô long đó là chung chung cái mít rồi. Lúc này tôi cũng mít rồi. Cái rồi sáng ba ba bữa sau đó thầy cũng đi tụng kinh, đi tụng kinh xuống đó. Và lúc đó đúng là tháng 7, chắc là giữa tháng 7, cuối tháng 7. Tháng 7 thì tôi tụng kinh xuống thì trời nóng, cái áo tràng là tôi không có mặc đó, tôi tỏi ra tôi quấn đầu đó. Thì tôi đi xuống thì mưa, quý vị bên đó là cái mùa đông là đẹp nhất, cái mùa mưa là đẹp nhất. Khi mà mùa mưa xuống đó, là cây cối tươi rồi ảnh đưa ếch nhái nó kêu ọc đẹp ọc đẹp, rồi chim chóc nó kêu đẹp đó. Thì tự nhiên ở trên chánh điện tôi đi xuống tôi thấy ông ngồi ngay vô cái cầu thang chùa mình đó. Cái chỗ cũng ngồi xuống khóc hù 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 rồi. Ông khóc. Cái thầy mới hỏi, ông Bảy, ông làm gì ông khóc vậy? Ông làm gì ông khóc á? Ông đã cho thầy này từ xa xem mẹ đó, chưa bao giờ con buồn dữ. Con buồn dữ. Tại sao ông khóc? Nói giờ thưa thầy con nhớ quá luôn. Tại sao còn nhớ bác Úc? Nha, lúc đang mà bây giờ tôi mới dạo, tại sao nhớ? Lúc nãy giờ tôi thấy cứ bác Úc có con một cô hồi nhỏ. Rồi con lớn con gặp bác Úc, bác Úc thương con lắm. Mỗi lời con bỉnh đó, là bà đốt phở, rồi bà kho cá khô, cá tiêu, canh chua, rồi con cởi một loạt tàn là chỉ ăn không? Chứ tôi mới nói thôi, ông đừng có cãi nữa. Cãi nó tôi thèm tôi chết luôn. Đứng cho rồi đi, đứng cho rồi. Đi vô cho rồi đi, để tôi thu xếp, tôi xếp đưa chồng về nghỉ cho rồi. Tôi thì đó tôi đâu có muốn ăn tu, may là tôi chưa tạo đò. Ông nghe mà nói đưa Mỹ á, quý vị ông phát đính liền, cũng vô phòng. Cái sáng tôi đi tụng kinh đến đây đó, tôi đi xuống tôi thấy hai ba cái vali ông nó nằm ở trên cầu thang. Thầy mới la lên thầy đó. Ông ấy ông làm gì qua đi ông để đó. Quý vị nói sao hôm qua thầy hứa thì đưa con về Mỹ. Và đi về Mỹ cũng phải thu xếp thời gian, phải không ạ? Thì sao đó cũng ca tuần lễ tôi thu xếp ông đó, quý vị vui lắm. Thu xếp ông. Thu xếp gặp chuyện cái tôi muốn mua vé xe lửa, quý vị ông bảo cũng giống như bên Úc mà đâu. Muốn mua xe lửa phải mua cả tuần. Phải có chỗ đó, bởi vì dân nó đông đó, overpopulation. Cái đưa ông lên trên mà tội nghiệp đó, từ ở Gaza mà đưa ông lên trên nó ngồi hồi khi đi á, tới đất Phật thì hăng hái bao nhiêu giờ buồn lắm, rồi cũng buồn tội. Rồi tôi cũng biết là tôi không có, tôi nói thôi không về, cái duyên nó đã như vậy thôi, về mà anh thu xếp. Mà ông còn nói nữa, ông nói thưa thầy cũng tha lỗi cho con, thầy bận rộn quá mà con quấy lại thầy, thì thưa thầy để con đi về Mỹ con thu xếp rồi công chuyện yên rồi bữa qua con trả lời với thầy. Tôi nói thôi ông tội ở bên giờ đồ và ông làm tôi mệt quá. Và tội lúc cái gì khi mà cái người già nó mà thành thật
Dạ thưa thầy, con lỗi nhưng mà cái chuyện của con thầy đừng có kể ai, đặc biệt là mấy thằng rể con, thầy đừng có kể mấy rể con, tới giờ không có kể. Cái là đưa ông lên trển rồi lo thủ tục ổng rồi đó quý vị, cái là đưa vô cái chỗ mà immigration á, à immigration tôi đâu được quyền vô, à đúng, vô làm thủ tục vé máy bay đó, rồi mới vô immigration thì vô mà làm thủ tục máy bay thì thầy cũng đứng ở phía ngoài này, à, có cái cửa kiếp cho nên mình để ông làm xong thủ tục mình đưa tay mình chào ổng vậy đó, té ra mình đứng mình chờ ổng nha, cũng làm thủ tục xong cũng xách cái vali đi luôn, ổng đúng làm mình cũng cực hứng. Tức là mình nghĩ ổng, mình chào ổng nha, đi con. Ổng đi về bến thôi, ổng làm thu, ổng về tới đó tôi, thiệt là tôi thương ổng mà mừng. Thì thời gian trôi qua, là nhiều chuyện vui lắm. Thì tôi cũng đâu có đi. Cái rồi mấy năm sau là tôi cũng đi qua trở lại Los Angeles. Thì tôi mới đi vô ở trong cái supermarket, tự nhiên là gặp mấy đứa con ổng. Gặp mấy đứa con, hú, thầy còn sống à. Thầy thì nó tao còn sống. Trời ơi, từ khi mà bố con về tới giờ, ngày nào bố con cũng nấu cơm cúng thầy hết. Nhiều cái chuyện nó tiếp không. Té ra là ông về, bảo ông quý tôi, ông cúng là mấy đứa tưởng thầy chết. Cái thầy nói sao bố con, cái thầy, cái kỳ thầy ghét thầy thấm không? Thầy thấm ổng rồi, lúc này ông già lắm rồi quý vị. Ông già thầy mới hỏi, sao? Ông bảy giờ nào đi qua bên tôi ra lại. Ông bây giờ thưa con cũng muốn lắm, nhưng mà lần sau thầy cho má bút đi theo. Quý vị thấy không ạ? Nó có những cái chuyện mà nhiều chuyện mà quý vị cầu nguyện đi. Cầu nguyện tôi là phải về chùa mình mà yên là có người thế thôi. Tôi qua tôi ngồi tiếng nhất. Rất là nhiều chuyện màu nhiệm linh thiêng. Và báo tin mừng quý vị là cái chùa mình qua bao nhiêu là gian nan, nhưng mà rất là linh thiêng, cuối cùng là sống. Thì bây giờ quý vị quý thầy, quý vị ráng tu, không có gửi tiền gửi bạc hết. Quý vị cầu nguyện 10 ước mơ của tôi thành tựu. Thứ nhất là bây giờ cái chùa, hai cái chùa nó xong rồi. Quý vị cầu nguyện làm sao chư Phật Bồ Tát bác Bộ Kim Cang bổ sứ, có một vị thầy đến thế tôi được trụ trì để tôi được ra đi. Là bởi vì sao bây giờ nói thật sự quý vị là thầy rất thích ở đó, nhưng mà thầy ở đó là thầy không có tu được. Là bởi vì hàng ngàn Phật tử ra đến đó chứ đi tìm con người nhiều, rồi hỏi thăm thầy mạnh không, rồi xong cái yêu cầu thầy chụp hình từ sáng tới chiều là chụp hình, tự nhiên là thành người mẫu. Cái này là cái chết, quý vị khổ vậy đó. Mà tôi, nếu mà tôi ở đó quý vị không thể tưởng tượng, từ sáng tới chiều hết đòn này đòn nọ. Mà quý vị biết không, mà mình phải thích, tôi không thích. Thích gặp người nào tu, làm chuyện tốt, rồi một lời cầu nguyện thầy thích. Nhưng mà ngưỡng mộ à thế này, khó lắm quý vị. Mà tôi không biết tại sao mà nhiều vị là thích nhưng không thích. Có nhiều người đó họ hiếu kỳ. Tôi nói thật quý vị, họ hiếu kỳ rồi nó sanh ra những cái chuyện mê tín gì đó. Nên tính gì đó tôi nói quý vị đó, có người nó đồn nó nói là ai mà đau khổ gặp mặt thầy Diệu hết đau khổ, phải tu chứ làm sao cái chuyện này. Rồi còn phía những cái chuyện đó, ai mà được đụng thầy Diệu cái là thôi về làm ăn phát đạt. Thế là nhiều khi mình ra ngoài mới chứ đến nó đụng mình qua, lúc đầu là tôi tưởng đâu nó đụng nó lắc mình đó. Quý vị thấy cái này có nhiều chuyện. Thành ra hay nhất là tôi muốn thấy cái chùa của mình. Còn hồi nãy nói thầy Tấn, nếu được các thầy Tấn là vị có tâm đó, hướng dẫn quý vị Phật tử qua mỗi năm tu lên tới một tháng, hai tháng ha, rồi thu hút cái linh thiêng về nó hay lắm. Mà quý vị ở đây ở nước ngoài mà mình có những vị mà tăng trẻ mà như thầy Phúc Tấn rồi, là tôi nghĩ là cũng thấy dễ chịu không ha. Mà Đức Phật là linh thiêng đó. Mà biết đâu thầy Phước Tấn không có duyên qua thế tục lập chương trình. Quý vị đau khổ lắm nha, cũng như nghe. À đúng rồi. Có người mà đi qua tới 9-10 lần không bao giờ gặp. Không bao giờ gặp. Đó, cũng nên cho ra có nhiều vị qua mà ở mê mình đi qua 9-10 lần không bao giờ gặp. Rồi có nhiều người họ không gặp đó là họ về họ tức, họ mắng thầy, họ giết trên hay chặt đất, họ mắng chửi. Nó không những tôi đi qua đất Phật,
chính là 10 lần đi 10 mấy lần không bao giờ gặp ông Nguyễn Diệu, ông trốn trong phòng, nó làm như mình thiếu nợ, mình sợ đi. Quý vị thấy không? Rồi đủ thứ chuyện hết, mà cái này không quan trọng. Cũng như thí dụ chùa Quang Minh không cần mời, có dịp đến gặp quý vị trình diện, đó quý vị thấy không có gì. Cũng như tôi nói quý vị cái rồi còn cái chuyện này nữa, là tôi có học cái Phật pháp của ông sư phụ tôi, là mình muốn cúng cái gì đó là mình chú nguyện trong cái tiền đó mình cho, thì những cái chùa mà Việt Nam mà cắt không xong là tôi tặng một đồng bạc về xong và họ mất họ đồn xong, rồi cái chùa nào mà nghèo đó tôi gửi đồng bạc tặng. Cái kỳ rồi đây cũng vậy, mấy phái đoàn mấy chục tăng ni từ ở bên Việt Nam sang qua gì cảm ơn thầy, chùa của con ở vùng quê hẻo lắm cắt không xong mà nhờ một đồng thầy bây giờ tụi con cắt xong hết, qua tạ ơn thầy. Mình nghe nó thôi vậy tôi mừng người cái gì đó tu cầu nguyện thầy nhé, dạ dạ dạ, nói xong là hoàng gia xin thầy cho thêm đồng nữa. Nói làm gì giờ con muốn cắt cái chùa con lên tầng thứ hai. Mà quý vị thấy, mà có nhiều người đi sang bển không phải là phần đi qua gặp con thầy Nguyễn Diệu để xin một đồng, mà có người đi ba lần đi không được. Cũng như cái kỳ đầu tôi mới Việt Nam nữa, biết không quý vị, tôi đi qua bển là ở gần cái chỗ mà khách sạn mà công ty Bạc Liêu đó có hai cái tiệm cơm chay, mà hôm mà tôi vô tôi không vô, bởi vì tôi biết vô nó gặp mình mấy người quen nó giết mình sao mình đánh. Cái tôi đi bộ ở trên bờ sông, lát tôi về mua cái ly cà phê đó, kêu ly cà phê mình ngồi ngốc á, mình uống. Chứ tôi biểu thằng này mua tao cái ổn thì tao ngồi tao ăn. Bây giờ đi cà phê ra ở Việt Nam mình không uống cái này nhiều tốt, mà lâu lâu về Việt Nam mà kêu cái ly cà phê đá mới vừa vậy vậy, cái tự nhiên có cái bà đó bà bận đồ sang trọng có chạy lên. Ủa con Phật, trời ơi bữa nay con đi giúp người mù người nghèo mà con may quá gặp thầy. Thầy biết không, con qua bên đó Phật con tốn 13.000 đô la. 13.000. Bà nói gì, tại sao bà tốn nhiều? Con đi mượn tiền, có tiền rồi con mượn tiền thêm đi qua để gặp thầy 3 lần mà không gặp thầy. Bây giờ may quá, trời ơi con nghĩ phước duyên thế này. Mới nói vậy cái xong, dạ xin thầy cho con đồng bạc. Đi qua 3 lần để xin thầy một đồng bạc. Mà lúc đó tôi đâu có mang, mình đi bắt bộ, mà bận cái quần ngắn, mình bận cái áo thun, mình đâu mà tiền đó. Cái tôi phải chưa uống ly cà phê, bỏ ly cà phê chạy lên đó, lấy mấy đồng, bỏ trong túi. Xuống cho thôi, mà mừng quá, mà quỳ xuống mà lại tôi nó không có lại. Tôi ít không được lại tôi. Mới giờ mà bỏ đồng bạc túi, đồng bạc mừng lắm đó. Bà đi đó, mình cũng mừng, mà mừng không. Bà đi nó phản đầu từ đây cái chỗ mà ngày những đẹp cho bà quay cho là bà nói, thưa thầy không được, con đi với ông chồng con, thầy cho ông chồng con thêm đồng nữa. Quý vị thấy, đó, quý vị thấy cái này đó. Nhưng mà không có cái hay là có những người Phật tử, họ gặp tôi, họ quý, đau khổ, mình nói họ tu có kết quả. Cũng như ở mẹ mình này đó, ngày hôm qua tôi nói chuyện rằng đó rất nhiều vị đến cảm ơn là nhờ lại kinh Pháp Hoa, nhờ lại kinh Pháp Hoa. Có bà cũng nói với xúc động lắm, cũng như có bà nói tôi không biết nhiều quá mình không nhớ đâu. Bây giờ tôi thầy con đến con kính thầy, con bị bệnh tới mấy chục năm rồi, nhưng mà con uống thuốc bao nhiêu con hết, con nhờ con gặp bác sĩ Thủy. Bác sĩ Thủy này biết không, nhờ bác sĩ Thủy mà cho uống thuốc vậy con hết bệnh rồi. Xúc động lắm quý vị đó. Và sao giờ khi mà uống thuốc hết bệnh là con lại kinh. Cho nên quý vị thấy cái điểm này tôi muốn nói với quý vị là quý vị tu, quý vị có lòng tri ân, quý vị tu chúng nó có nhiều cái phần nguyện tới mình đó. Tu phải thành thật, cũng như khi mà quý vị lại Phật, quý vị lại thành Phật, lại thành thật là chư Phật Bồ Tát đến mình đó. Bởi vì có nhiều người nói sư thầy khắc cái gì cũng linh, mà không linh là cái tâm của mình. Khi quý vị thành tâm, chư Phật Bồ Tát đó. Khi mà có duyên đến, tôi đến tôi trình diện quý vị, không có thể. Và cũng như ông Quang Minh này, thì chùa Quang Minh này tổ chức rất nhiều phái đoàn qua bến, đâu có biết có khi nào gặp không. Mà không gặp làm hai tôi trốn, bởi vì tôi đi chỗ khác, chứ còn có là tôi xuống liền. Đó. Cho nên là hồi nãy có một số vị đó sư thầy, ở ngoài kia đi gặp mà thầy không đến vậy, không gặp được. Rồi nãy giờ mày chắc cũng hơi nhiều rồi phải không? Bây giờ
Vậy là ảnh là tên Lộc phải không? Hả? Dạ. Anh tên Lộc em luôn. Không có một cái tên gì hết. Vậy là bằng cảm ơn quý vị. Bây giờ lát nó có Lộc cũng có đem mấy cái đồng tiền đó. Người nào có cần đó thì đến đó. Ở dưới đồng mặt bây giờ thầy đó. À, ông đồng đúng không? Bây giờ thế này. Bây giờ tôi nói quý vị là thời gian có thôi ngồi đi. Phan cái cúng. Phan ngồi đi. Bây giờ quý vị cái cúng của hoàn tập. Bây giờ quý vị nào có cái máy dưới nào không? Tôi xin tặng quý vị một pháp. Tu làm phải xong. Ở dưới là Phật quý vị ngồi đi, thầy nói mấy phút rồi quý vị. Dạ, dưới là Phật. Bây giờ thế này nè, có cái máy thu đi. Sau khi mà Đức Phật thuyết pháp, bác đạo là Đức Phật thuyết pháp. Quý vị ngồi đi, cái cúng luôn mình đọc cái mà bữa nay quý vị nghe thầy về mà thực tập á. Độ sanh Đức Phật dạy mình rất nhiều phương pháp. Nhưng mà tôi nói quý vị đó, là mình mà có học hết những cái lời dạy Đức Phật tôi nghĩ chắc là mấy trăm năm đó. Nhưng mà có nhiều người học nhiều quá là không biết Phật nói gì. Thành ra tôi tóm gọn mấy điều. Điểm thứ nhất là gì? Điểm thứ nhất là quan trọng nhất là tu believe karma qua karma, tức là phải tin nhân quả. Là nếu mà mình là đệ tử Phật mình phải tin nhân quả, mình tin nhân quả là mình không có làm chuyện ác. Mà mình không làm chuyện ác tức là mình sẽ có phước báo. Trong cuộc đời của chúng ta được may mắn được làm bạn với người tin nhân quả, tôi nghĩ đây là diễm phúc. Là bởi vì sao? Người mà tin nhân quả là họ có lời họ chia cho mình, họ không nỡ họ gạt mình, đồng ý chưa? Mà tôi còn thêm câu nữa, lỡ nó có kẹt lắm thì nó gạt chút thôi. Sao cười? Thay vì nó gạt mình trong, nó gạt mình 20. Còn người không tin nhân quả là chuyện gì nó cũng làm. Thấy không? Điểm thứ hai là gì? Tụng đọc và thực hành Maha Mangala Sutta. Tụng đọc và thực hành. Quý vị biết cái kinh này không ạ? Quý vị đọc theo thầy coi. Maha Mangala Sutta. Maha Mangala Sutta. Phật tử văn kinh thì ngon lắm, chắc là có Ấn Độ. Maha Mangala Sutta đây là một cái bản kinh, một bản kinh chưa đầy nửa trang giấy. Trong đó Đức Phật dạy cho mình sống hạnh phúc, tu thành tựu. Dạ. Đây là cái bản kinh, có một đoạn này thôi. Và tôi nói quý vị, trước khi mà tôi sang Ấn Độ, tôi nghe mấy ông thầy Theravada ông tụng cái bản kinh Mang ra sao, là tôi tưởng là cái bài thần chú. Nhưng mà khi sang Đức Phật đọc ra thấy wonderful, quá thật là ông Phật tuyệt vời. Cái bản kinh này từ thấp đến nhỏ, muốn làm thánh làm Phật đều, tất cả A-la-hán đều phải thực hành cái bản kinh này. Ở trong này có 38 điều thôi. Tụng không phải là tụng không, tụng mà phải áp dụng thực hành. Ở trong này Đức Phật dạy mình là những cái điều mà tôi nghĩ ở đây là có, là Đức Phật dạy là những người nào mà có hạnh phúc mà quý vị ta có là sống trong môi trường tốt, giống như ở Mê Bình này đó. Đi ra ngoài không có bệnh viện, đi ra ngoài thì đủ phương tiện, thấy không? Rồi trong này Đức Phật dạy mình kính trọng mẹ cha, Đức Phật dạy mình làm ăn làm giàu đó, tụng đọc và thực hành. Bây giờ người nào có muốn cái bản kinh này đưa tay thầy con, rồi một lát lên là tôi đưa quý vị. Và nếu được thì đề nghị là chùa Quang Minh về để in ra, và được in luôn bản tiếng Anh và tiếng các thứ tiếng luôn tặng. Đây là cái bản kinh mà tôi nói tiếp quý vị tại sao mà không nhìn sang tiếng Việt. Và cái bản kinh này tôi thấy nó quá hay cho nên tôi khắc trong bản đá. Và nếu mà thầy Phương Tấn mà thích đó, thì có cái phái đoàn sang đó, nhớ viên cho tôi dạy chữ, tôi tặng cái bản kinh này khắc trong đá đem về chùa Quang Minh để đời đời đó, mấy cái này đó. Quý vị nào mà tụng đọc thực hành mà không có kết quả trong đời này, tôi xin bắt đền làm giấy luôn, hay lắm. Trong này Đức Phật dạy mình những cái điều rất là thiết thực. Quý vị, trong này Đức Phật dạy mình phải tôn trọng luật pháp. Mình ở nước Úc này mình phải tôn trọng luật pháp nước Úc thì làm sao có chuyện vấn đề. Mình qua nước Mỹ mình tôn trọng luật pháp, mình về Việt Nam tôn trọng là ok, thấy không? Đúng, quý vị thấy ông Phật hay đó. Phật kính trọng mẹ cha 38 điều. Và quý vị cầu nguyện mà nếu mà có cái duyên lành mà tôi trở lại đây, xin cho tôi một tuần lễ
Rồi tôi mới giảng từng chữ tại sao mà Phật dạy như vậy, cái này cái này cái này. Điểm thứ nhất là tinh nhân quả, thứ hai là tụng đọc thực hành Mangala Sutta, điểm thứ ba là gì? Thứ ba là the peace of mind, love and this let's be, là sự an tĩnh tâm hồn. Quý vị có mấy triệu đô la mà không an tĩnh tâm hồn cũng mất đi, mà muốn an tĩnh tâm hồn là phải tuân cho chúng. Điểm thứ tư là sức khỏe. Quý vị có cái thân này đó, mình phải thương nó giúp, ăn uống phải đầy đủ. Nếu mà ăn chay cũng phải ăn đàng hoàng, không có nên đè củ cải ăn ngoài. Có người chứ đè củ cải ăn ngoài mắc râm lên. Ăn phải đầy đủ chất bổ nha. Điểm thứ năm là gì? Điểm thứ năm là lại kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa là kinh tối thượng thừa, thường thường ta tụng kinh. Và ở môn Melbourne, quý vị nhà tôi rất là mừng, rất nhiều người đau khổ lại kinh Pháp Hoa hết được. Ở đây không biết có cái chị mà cũng ấn tượng thầy lắm là Diệu Nhàn có đây bữa nay không? Chị này hồi xưa là bệnh ghê gớm lắm, và con cái trong nhà xáo trộn hết từ khi lại kinh đến giờ. Hay là quý vị liên lạc mấy ở trong ở đây đó, nhiều vị ba bệnh lại kinh Pháp Hoa. Và quý vị mà lại kinh Pháp Hoa có kết quả rồi đó, xin quý vị đừng có giữ mà mình phải chia sẻ cho người khác, nhớ không ạ? Mà quý vị chia sẻ người khác là mình có phước. Và cái điểm thứ hai là yêu cầu quý vị đừng bao giờ gửi tiền cho thầy, là bởi vì cái chùa mình nó xong rồi, quý vị gửi tiền thầy sao được. Với hơn nữa, mà ngày nào đó thầy cũng đi nhà băng, nó kêu thầy ra mà đi lãnh tiền nó mắc cỡ lắm. Không phải có nhiều vị nói thưa thầy tại sao con gửi tiền thầy không nhận, không có, đã nói không có nhận là không nhận. Có kể quý vị qua bển hay là người nào đi cúng, quý vị chứ tưởng tượng là ngày nào thầy thức dậy cũng ra nhà băng biết là mắc cỡ lắm. Mà ông khéo Ấn Độ tưởng là dọn vô bóp cổ mắc công đó. Nếu mà quý vị muốn cúng tiền chùa Quang Minh mình đấy, mấy cái chùa xung quanh đi chưa cấp xong mình ủng hộ, phải không? Không gửi tiền không gửi đồ ăn đó. Có nhiều người quý thầy chứ gửi đồ ăn, mà quý vị gửi ra là nhiều khi mở ra rồi thừ hết đó. Cái này cũng là ổn, ít nhất là gửi là cũng mấy chục đô la, thì mấy chục đô la này mình giúp cho người nghèo, thấy không? Ráng tu. Và quý vị tu rồi quý vị nếu mà được đó, quý vị quý thầy là cầu nguyện 10 ước mơ của tôi, 10 ước mơ thành tựu. Thứ nhất là cái chùa có người đến thế thầy là ra đi. Cái điểm thứ hai là tôi được làm một cái trung tâm nghiên cứu về hòa bình đó. Thí dụ như những cái nước họ đánh lộn hay là mấy cái tổ chức rồi mời tới, hay là có những cái gia đình nào đó họ đến. Mà tôi nói thật với quý vị á, bây giờ có thời gian, nếu mà người nào cũng theo cái giải pháp của tôi là không bao giờ mà có thể chứng ra. Mình áp dụng cái vũ khí TT này, cũng như thí dụ thầy làm cái ngôi chùa bị chửi mắng không bao giờ thầy trả lời, nhưng mà trong bụng nó cũng hơi buồn buồn nhưng mà không trả lời. Quý vị mà nghe ra quý vị mà chửi không còn cái gì hết á, họ vu khống là thế này thế nọ không bao giờ trả lời. Có nhiều người đó quý vị thấy bây giờ trả lời sao? Có nhiều người hỏi tôi thầy tại sao mà người ta nói thầy quan thầy không trả lời, vì thầy bắt chước theo Đức Phật. Ở đây là cái mật pháp mà tôi chia sẻ với trong đời này có ba điều mà quý vị không sợ. Thứ nhất là mặt trời, thứ hai là mặt trăng, thứ ba là sự thật. Mặt trời khi chiếu rồi một dừng mây che rồi đi rồi tiếp tục chiếu, mặt trăng cũng vậy, sự thật là sự thật. Cũng như quý vị thấy cuộc đời Đức Phật bị người ta vu khống, ông Phật không bao giờ ông trả lời hết, ông chỉ cười không mà ông còn nói. Quý vị biết tôi có nhiều cái bức tranh hay lắm, lần sau tôi đem ra. Mà quý vị nhớ nha, quý vị không có đọc sách nhiều nhưng mà quý vị chỉ biết một vài cái lịch sử Đức Phật thôi, mình được thoát nạn. Mà tôi học được nhờ cái này mà tôi thoát nạn, chửi họ mắng không bao giờ tôi nói, nhưng khóc đủ thứ chuyện không bao giờ nói. Tới giờ tới rõ nè, tới quý vị thấy cũng như có một ông hòa thượng, mà ông hòa thượng nó cũng đã từng là có ảnh hưởng ở bên nước này, tôi muốn nói ông ở bên Đức á, đồ vu khống là nghĩa là đấu khổ đó. Tôi nói quý vị là không biết là đấu tố đó, dùng cái gì cái từ đấu tố đó, tức là tôi ở bên Mỹ, tôi bay qua bên Đức, ở trong cái hội trường 1.000 người vậy đó, sắp đặt tố cáo thay quyền diệu à, tại sao mà chúng tôi ủng hộ thầy mà các chùa thầy ở đây giao cho cộng sản, quý vị ghê chưa?
quý vị thấy lúc đó là sao? Tôi ngồi tôi tỉnh bơ, không có nói gì. Nói trời ơi, thầy nói giống như tôi khỏi đó. Thì cuối cùng tôi nói rằng thầy cũng thông cảm. Từ lâu rồi, quý Phật tử đây cũng thông cảm, quý vị ủng hộ tôi có cái chùa, quý vị nói sang đất Phật, phải không? Mà tôi đợi hoài không thấy quý vị sang. Mà tôi mỗi mặt một già tôi chết rồi thì Ấn Độ vô nó lấy chùa. Thôi Việt Cộng, Việt Kiều thì giống nhau, tôi đi giao phước cho đội. Quý vị không ạ? Mà lúc đó là quý vị học sâu răng, mà nói đó đó cũng nhận thôi, không nói. Và tới bây giờ khi với thời gian trôi qua, hồi xưa thì nói được, bây giờ bên Úc thì quý vị nói chuyện 4-7-8 tiếng sau là quý vị có mặt khắp nơi trên thế giới. Hôm qua họ bàn hoài. Mà có những cái phái đoàn giờ tôi không trả lời, cho nên cái trường này xong có nhiều người họ giận lắm. Họ tổ chức một phái đoàn đi 2-3 chiếc xe qua, họ đâu có vô chùa mình hả, ở ngoài khách sạn 5 sao á. Ở khách sạn 5 sao á, họ chiều gần tối đó. Vì họ đồn là cái chùa mình trong đó là cờ đỏ sao vàng, rồi hình có ông Hồ Chí Minh chủ tịch gì đầy chùa hết đó. Thì khi họ sáng thì mấy bà đến, tôi lại tưởng cái phái đoàn của Thái Lan ra, cái tự nhiên xe lên xuống bút té ra, mấy ông nội bà nội chửi mình, nói sao đến với tôi thầy, tôi còn gấp quá không có chùa. Thì vô đó quý vị mỗi người đều có cái đèn pin hết, rồi gọi khắp nơi coi hết, không thấy cái gì hết. Cái mấy bà hốt quá, mấy bà mà hỏi thưa thầy chùa mình có đá súng không, ở bên Úc mình là dùng toilet không, ở bên Mỹ họ dùng cái danh từ nhẹ hay hơn là restroom, tức là thấy không ổn cái vô đó restroom. Tôi nói chùa mình chỗ nào cũng có restroom hết. Té ra là họ vô trong đó rồi họ móc gì họ giấu trong đó, họ móc ra họ để cho một mâm ra làm lại thầy. Trời ơi, rồi đó tụi con nghe người ta nói là tụi con chửi mắng thầy, thầy không tao làm tính, thôi quên đi, quá khứ rồi, quên đi. Nói chuyện hồi trước tôi chửi mấy bà, giờ chiếc này bà chửi rồi, mình nói cho giải tỏ mà. Mà ví dụ để cho một đống vậy đó 90.000 đô la đó, nói với thầy đi, nói vậy chứ thầy cũng khoái lắm. Và vui lắm quý vị, sau đó rồi họ vô chùa nấu cơm ăn, ăn xong rồi quý vị á, họ hứa nó thưa thầy, cho thầy yên trí, chúng con về Mỹ về các nước là chúng con sẽ gửi tiền qua cho thầy xây cất chánh điện. Đúng như vậy, khi về là 3 tháng sau cái chánh điện mình xong. Cho nên tôi mới nói phải chi mà mấy ông bà chửi thì sớm sớm chứ, phải chửi mình sớm sớm mà cái chùa mình nó xong rồi, nhờ không trả lời. Cho nên quý vị trong một đời là quý vị mà bị ai mà chửi mắng quý vị cũng đừng có giận, đừng nên trả lời, chứ cười giống như mình có thiệt vậy đó. Mà nếu mình mà cãi lời là nó tùm lum, nó đưa lên báo nói này nọ đó, không trả lời. Cũng như mà cái nàng chinh cha mà du khống Đức Phật á, có bụng chửi Đức Phật không nói, mà Đức Phật còn nói một cái câu mà rất là nhẹ nhàng nha. Quý vị coi cái đó, lúc mà Đức Phật mà ngồi thuyết pháp, cô chinh cha vô chỉ mặt Đức Phật là ông Cồ Đàm, ô Cồ Đàm ông ngủ với tôi có mang mà tại sao ngồi. Quý vị, Đức Phật nói một câu rất là hay là ô chinh cha tùm cả cha thiết na hi nè, ô chinh cha, what you tell, only you and I know reality. Circumcision of God and more from that reality. Này cô chính cha, nếu mà dịch theo tiếng Việt, này cô chính cha, những gì cô nói chỉ có tôi và cô hiểu sự thật mà thôi. Cái gì đó, khi lúc đó là những người mà đắc đạo tức lắm. Mà tiếng Việt mình còn hay hơn tiếng Anh. Tiếng Anh, you, what you tell, only you and I know. Nhưng mà tiếng Việt mình mà dịch thay nữa nè, này em chính cha, những gì em nói chỉ có hai chúng mình biết mà thôi. Con Phật tuyệt vời, không đến chánh mà Đức Phật còn không ai được luật cô chính cha. Sau đó mà trời phạm thiên tức lắm, cắn cái gì một bụng, cái gối rớt xuống cổ chạy là con chết. Mà cái chỗ mà con chết tới bây giờ nước không bao giờ cạn. Cho nên chính cái bài học này đó cho chúng ta là khi trong cuộc đời này mà quý vị đang làm chuyện tốt mà bị người ta ganh tị á, thường thường tức lắm, phải không? Nhưng mà quý vị mà làm chuyện tốt mà người ta ganh tị là quý vị phải mừng, vì lúc đó quý vị cao hơn người ta mới ganh tị mình. Cũng như Đức Phật, mình mà thua nó, thấy không? Sự thật là sự thật, không có gì
gì mình phải sợ đó. Chứ nếu mà quý vị thấy mà Đức Phật mà lúc đó ông đích chánh ông nói này cô Chinh Cha, tại sao mày vu khống tao, tao ngủ với mày mấy giờ, tao kêu cảnh sát tao mày bắt mày làm biên bản, nó lung tung hết. Mà bây giờ cũng vậy. Thành ra khi mà quý vị, đây là chúng ta học từ Đức Phật đó, quý vị mà theo Đức Phật quý vị bắt chứ thầy vậy đó, không trả lời đó, quý vị thấy vậy không trả lời. Và cái ông mà vu khống thầy vậy đó, mỗi một lần đó ở lúc này trong cuốn sách này tôi kể kể, cũng như cái chùa mình, cũng như cái ông Bà Lĩnh đó, mà thầy tính bó thầy nói kể, rồi sau đó chỉ có một cái anh đàn thanh niên 19 tuổi, anh đứng dậy nói, anh nói quý vị tố cáo, nãy giờ tôi thấy quý vị tố cáo thầy Huyền Diệu, nhưng mà ở đây ai cũng có khả năng mua vé máy bay mình qua Minh Phật im không khách. Và ở trong này tôi cũng có viết một cái chuyện đó, cái chùa mình mới nói là cắt đầu tiên, thì có một cái ông cũng ở bên Mỹ hôm qua có cái chùa, thì ông đi qua thì ông trở về hương sinh, ông này quốc tịch Mỹ, ông đi nguyên tiền với những cái đề tiền, cái chị Diêu Liên đó, chị Diêu Liên này cũng nổi tiếng, chỉ lại nhà chỉ nguyên tiền thì chỉ mới hỏi thầy vì Diêu sao chùa Việt Nam cháu đó, chùa Việt Nam mất rồi. Ông Nguyễn Diệu ông bán cái chùa đó cho cộng sản nói chuyện đi cưới vợ rồi. Nó là cái rồi chị Diệu đi chị phản ứng, cái chị điện thoại qua thầy nói trời ơi ông này ông nói thầy như vậy đó, con phản ứng ông bỏ ông đi rồi, bây giờ thầy cho con xử lý, tôi nói không được quyền xử lý. Hỏi sao vậy, người ta tu chị không được quyền nói nào, mà hỏi tại sao có chị chưa yên kiếp, vì kiếp trước thầy chửi ông này thì vô khóc cho nên giờ quê. Quý vị thấy không? Tự nhiên mà ở bên đó mình có hai người vậy đó. Nhưng mà rất may quý vị khi mà cũng trở về bên đó, thầy gặp đó, thầy không có nói ở tại sao nói vậy. Thầy năn nỉ ông vô chùa mình nấu cà phê cho ông uống, trà bánh ông uống rồi tự nhiên ông khóc, khóc nức nở. Tôi nói biết rồi, quên, nó trời ơi con lỡ, nó không có chuyện, quên như rồi. Quý vị mình ở bên đó, Đức Phật có hai người mà mình hai người Việt Nam cải động. Rất là may thầy không có trả lời, sau đó thời gian là thầy bị accident, cột hai cái tay. Nếu lúc đó mà thầy mà nói thầy hối hận, bởi vì ông giận, ông cột hai tay. Quý vị thấy không? Thật ra quý vị là cái gì? Xin quý vị theo những lời Phật dạy nha, là hạnh phúc. Ai chửi mình nó đừng thèm chửi lại, mà muốn ngon nó thủ mấy cái cục kẹo là thủng cái mình đưa hả? Không cũng như thầy nói về bây giờ đó, thầy có phương pháp. Ví dụ bây giờ mấy chị với mấy anh thì cái tánh hay nóng, đi ra ngoài làm bị người ta đi hay gây khó khăn, nó về hay chửi mấy chị đừng có thèm trả lời, kể anh chửi và anh chửi nghe. Thầy đi vô nhà bếp làm cái ly nước cam, vừa làm vừa điện thoại quan tâm cho anh uống, cho anh hết bệnh, anh hết giận, quậy rồi pha đường pha gì đó còn ông này uống, đưa ra uống. Khi ông uống rồi đó thì thầy suy nghĩ sao, không lẽ thì ông vừa uống vừa chửi mình đó, mà ông uống ly thứ nhất hết, ly thứ nhất cái ông chửi nữa, đừng nghe thầy đừng kể, làm ly thứ hai ra đưa ra uống, làm ly thứ ba uống, làm ly thứ tư uống bị chửi đừng thèm trả lời, vô làm đi thứ năm nó cho ông chồng con ông uống cái ly này ông hết giận. Thầy nghĩ là ly thứ tư thứ năm là ok, nếu mà ly thứ năm mà ông chửi nó cũng đừng thèm trả lời, điện thoại cho bác sĩ thần kinh. Tôi tưởng mấy anh cũng vậy, gặp với chị quý vị nó hay lắm. Cái phương pháp này tôi mong rằng quý vị cầu nguyện cho thầy có phương tiện, có một cái trung tâm nghiên cứu xây giải quyết rất nhiều vấn đề. Đó, thấy đơn giản đó. Đấy, cũng như cách đây thời gian lâu đó, có một cái chị không biết, tôi mình cũng biết cái nhà xã hội này khi mà nó rắc rối nó đủ cái chuyện đến mà ngồi mà bữa đó tôi nghe nó nói chỉ cái nói cũng như là đại khái chỉ so sánh sao mà trời Phật không có công bằng, ai bạn bè chỉ người nào sinh ra đời cũng có chồng rồi được chồng cưng là chống đi được trái cam vậy đó, mà con không biết cuộc đời con chắc kiếm con là ác sao con là được cái trái chanh không à, chua chát
quý vị biết không? Bây giờ chị hỏi thầy như vậy là ý của thầy giải quyết sao? Tôi nói chị à, người ta may mắn, người ta nhờ tu nhân đức, người ta được trái cam thì đó là có phước rồi. Còn chị không có tu, chị có trái chanh, nhưng mà chị nghe thầy bây giờ kiếm vài cục đường qua không phải tiền của nó, phải vậy không? Cũng như thấy gì, ví dụ bây giờ thấy cuộc đời của tôi giống như cái chanh, nhiều cái nắng, nhưng mà mình biết pha được thành nó liên quá nó uống cũng ok, uống nhiều kia còn ngon hơn nước cám đó, thấy không? Đó thành ra tôi muốn là mỗi lần quý vị gặp tôi là chúng ta chia sẻ những cái kinh nghiệm mà mình mà theo Phật mà mình không có học được thực hành những lời dạy Đức Phật mà tôi nghĩ uống. Tại vì là Phật bây giờ tôi nghĩ thời gian cũng nhiều rồi. Bây giờ là tôi có mang ở bên Ấn Độ là có hàng triệu cây bồ đề, nhưng mà cái lá bồ đề mà nơi Đức Phật đắc đạo đó là rất là quý. Thành ra tôi có mấy lá. Bây giờ người nào có muốn lá bồ đề này xin đưa tay. Rồi. À rồi, bây giờ thế này. Bây giờ tôi nghĩ là bốc thăm. Mỗi một gia đình chỉ có một cái phiếu ghi tên họ trong đó rồi xếp rồi mình bốc thăm, người nào được á thì mình mừng, còn người nào không được thì tôi đem về Ấn Độ tôi bốc, thì từ 1 đến 30 năm sẽ có. Bây giờ xin phát những cái phiếu đi. Thank you.
Bây giờ quý vị lắng nghe nè, những anh chị em nào mà có gắn bó với cái chùa Quang Minh này hoặc là bên có Phật mà bây giờ nó học xong bachelor hoặc master mà tốt, xin liên lạc với thầy sẽ có phần thưởng nha. Tôi nói là có đốc thúc đó, có phần thưởng. Ở phần thưởng này nghĩa là nó sẽ ngạc nhiên. Ví dụ mà cái đứa đó, nó tốt nghiệp xong nó phải có hiếu với cha mẹ chứ không phải là tốt nghiệp xong. Tôi nói với vị là tôi giữ lời hứa, mà bây giờ là tôi những cái ước mơ tôi là có những cái chuyện mà không ai nghĩ được. Ví dụ như có cách đây 25 năm tôi chia sẻ với quý vị thế này, tôi đi sang Thụy Sĩ, mấy cái người học trò đó họ quý tôi, họ cho chùa mình là 20.000 đô la, nhưng mà tôi nhất định là tôi không nhận, mặc dù là chùa mình cần tiền. Mà tôi bắt phải làm cái giấy tôi là phải cho mấy đứa con học ít nhất là tú tài. Và xin thưa quý vị là tôi mới vừa bên Thụy Sĩ, tất cả những cái đứa đó bây giờ là tốt nghiệp hết, ra nhà cửa ngon lành thờ Phật. Xong. Rồi. Bây giờ nó tốt nghiệp bác sĩ nữa hả? Mà nó có hiếu không? Rồi. Mà bây giờ viên cái địa chỉ đi, rồi có gì nữa thành được. Phải có hiếu nè. Tôi nói quý vị tôi cái chuyện gì không hiếu, cái đứa mà nó có hiếu, nó tốt nghiệp mà nó làm những chuyện phước đức đó. À, tôi một lát tôi sẽ bàn với thầy Phương Tấn là chúng ta có những cái giải pháp. À, giờ thầy ở chỗ nào? Ở Quang Minh nữa. À, để tiếp tay với tôi hôm nay còn trẻ là chúng ta có một cái giải thưởng. Và cái giải thưởng này tôi nghĩ là quý vị là chúng ta là đầu tiên trên thế mình làm. À, có cái giải thưởng. À. Và tôi nói quý vị là mấy cái đứa đó mà tôi bắt nó làm giấy đó, bây giờ là về con cái mình đó, mà nó thờ Phật ngon lành có hiếu, thành ra kỳ đầu tôi mời sang bên đó. Bây giờ cái phiếu lá bồ đề xong chưa? Rồi, ra đây. Bây giờ là tôi có mấy lá thôi, còn có bao nhiêu lá tôi nghĩ là bữa nay là ngày chót chứ ngày mai tôi lên kia tôi nói chuyện thì con bóc đi, con bóc cho thầy khoảng 40. Bây giờ tôi nói quý vị là ngồi yên, mỗi một gia đình nó chỉ có một lá thôi, mà cái người nào mà bóc ngày nào không trúng đó, tôi đem cái lá này về bên các Phật, tôi để bên đó có, tôi bóc, tôi nghĩ tình một tới vài chục năm thế nào cũng có, một năm chục lá, chỗ khác là có 5 lá 10 lá thôi, nhưng mà đây trở thôi thì cái chùa Quang Minh này nó cũng nhiều kỷ niệm với tôi xin tặng 50 lá. Quý vị cầu nguyện, tôi nghĩ rằng tôi rất là quý thầy Phước Tấn. Thầy Phước Tấn là một vị tăng trẻ có nhiều cái ý chí đức độ, thành ra quý vị làm sao thu xếp làm sao mà mỗi năm mời thầy sang bên đó tu 3 tháng nha. Và nếu được cũng ở lại mà chùa mình mà có người như thầy trụ trì thì thôi tuyệt vời. Cái mà tôi lo nhất hiện nay đó là quý vị phải có một vị thầy có tâm, sống có lý tưởng. Quý vị mà nếu mà chùa mình mà không có lý tưởng là họ sẽ biết cái chùa mình trở thành khách sạn là nguy lắm. Bây giờ xong chưa? Bây giờ bây giờ đọc tên đi, bây giờ con bóc đi. Bây giờ đọc tên nhé, đúng tên mình mới lên nha không? Trần Thị Hương,
pháp danh là Quảng Thành. Loan Nguyễn. Bình Ngọc Trang Anh. Bình Ngọc Trang Anh, pháp danh Trọng An. Diệu Thảo Hòa Hảo. Ngô Thị Mỹ Tân, Mỹ Tân, pháp danh là Diệu Trang. Trang Giang. Niềm Thùy Ngân. Đúng tên mới lên nha. Lo Nguyễn. Từ Tịnh Nhân. Hàng Phạm, pháp danh là Hoa Tâm. Tiết Loan Triệu. Bây giờ quý vị được rồi. Nguyễn Thị Kim Quân, pháp danh là Nguyên Nhiên. Nguyễn Thị Thu Hồng. Nguyễn Thị Nhung. Tuyết Nguyễn, pháp danh là Duyên Bình. Ánh Nguyệt, pháp danh Diệu Ngọc. Gia đình Ngô Thị Diệu Thư. Quảng Đức. Quỳnh Đình Nguyên Quân. Thanh Nguyễn, pháp danh là Minh Vận. Bôn Nữ Diệu Trang. Lê Thị Thới, pháp danh Thượng Lễ. Trương Nam, pháp danh Tâm Thiện. Như Định. Cường Mùi, pháp danh Tịnh Pháp. Như Ngọc Trinh, pháp danh Diệu Ngọc. Hoàng Ngọc. Cao Thị Minh Hằng. Tâm Liên. Hà Lâm, pháp danh là Nguyên Như. Tuyền, pháp danh Diệu An. Nguyễn Thị Hồng, pháp danh Thân Tịnh. Võ Quốc Trước, pháp danh Tâm Thi. Tâm Thi. Văn Lộc Trần, pháp danh Diệu Phước. Hồ Huyền Diệu, pháp danh Tinh Chấn. Từ Tinh Nhân, pháp danh Diệu Tuệ. Thâm Lâm Mỹ Linh, pháp danh Chơn Tịnh Tịnh, Chơn Tâm Tịnh. Lý Thu Mỹ Hồng, pháp danh Diệu Liên. Từ Nguyễn, pháp danh An Lạc. Quang Thắng. Rebecca Nguyễn, pháp danh Tên Tinh. Phương Vi Tài Lê. Nguyễn Lê Phương Châu. Minh Chí. Đó là Minh Chi. Dương Thị Sại, pháp danh Hương Lạc.
Thái Thị Bình, pháp danh Diệu Phước An, Mỹ Ngô, Vạn Tâm, Quỳnh Phạm, Huệ Tâm, Thiện Đức, Nguyễn Thị Dung, pháp danh Diệu Âm, Phạm Thu Trang, pháp danh Tâm Đắc, Phạm Thu Hồng, pháp danh Tâm Đồng, tại vì là phải quý vị ngồi đây thầy trụ trì, thầy thượng tọa trụ trì có muốn nói chuyện với quý vị không ạ? Dạ mời thầy ra đây rồi sau với thầy từ từ đi mặc là bộ đồ vàng vì là chưa có cái này số điện thoại đó cô. Ông Thủy nó đang lại kinh. Bây giờ tôi nói quý vị là thời gian có nhiều à, bữa nay là tôi nghĩ chỗ khác là nói không tiếng rồi. Bữa nay nãy giờ chắc cũng nói trên một tiếng rồi là đúng là hai tiếng cũng quá nhiều rồi. Bây giờ là Phật, bây giờ tôi xin là thứ nhất là tri ân thưa con hả hoặc là thầy muốn nói chuyện với quý vị. Dạ. Vậy là phần thưa quý vị, hôm nay rất là hân hạnh chúng ta bước qua một năm mới, chuẩn bị bước qua năm mới với lại một cái buổi nói chuyện thật là ý nghĩa. Đó là thầy Diệu, thầy là một vị thầy rất là lỗi lạc, bởi vì khi sống rất là lâu năm ở tại Ấn Độ, tích tụ được nhiều cái kinh nghiệm và nhiều cái ý tưởng rất rất là sâu sắc. Hôm nay thầy chia sẻ cùng với quý vị, thì trong một thời gian ngắn quý vị nghe và học được rất là nhiều cái ý hay, thì chúng tôi nghĩ rằng cái bước kế tiếp là chúng ta cố gắng áp dụng vào trong cái cuộc sống của mình thì sẽ được lợi ích hơn. Thì những món quà của thầy để lại nó vừa là vật chất mà cũng vừa là ý nghĩa quý vị. Mỗi lần nhìn đến cái món quà này thì nên nhớ của cái ngày hôm nay học hỏi được điều gì rồi. Để trước khi chia tay, đại diện cho đạo tràng và các quý Phật tử hiện diện của ngài ở đây hôm nay, xin cảm ơn thầy rất là nhiều. Thầy đường xa tới cái Úc này, bay trên cả nửa ngày trời trên bầu trời, chắc thầy cũng nghĩ rằng ngày gặp cái nhóm kangaroo này ở đây không biết kangaroo này nhảy tung tung hết trơn. Dạ, chắc là thầy cũng ngán ngẩm, nhưng mà chắc là thầy qua đây nói là kangaroo này cũng có nhiều phước báo cho nên là đang cái nhảy tới vậy thôi. Dạ, nhưng hôm sau cũng nhảy đâu cũng nằm trong cái bàn tay của Phật tổ Như Lai, nhưng mà thầy thiên người tắt rồi. Xin kính chúc thầy luôn được mạnh khỏe, thầy gì là mong đón thầy, mong đón thầy và thầy cố gắng tu tập rồi thu xếp sao mà có người thấy thầy ở đây để thầy qua thầy thấy tôi rồi đó. quý vị mà nếu mà Việt Nam Phật Quốc tự mình đó mà có những vị thầy trẻ như thầy Phước Trấn là tuyệt vời. Quý vị nhớ nha, bò chùa mình đây có một vị thầy dễ quý vị phải trân trọng nha, không phải là dễ. Đừng có chọc thầy buồn, cũng buồn bỏ đi là mệt lắm đó. Không phải dễ. Có cái chùa đã khó rồi, tìm được một vị thầy có đức độ, có tâm, có lý tưởng là cả khó. Nhưng thành ra xin thầy cầu nguyện. À quên đó, thầy có đã từng lên Hy Mã Lạp Sơn chưa? Chưa. Rồi, trong cuộc đời này xin quý vị phải có một thời gian tới Đức Phật rồi lên Hy Mã Lạp Sơn. Tôi nói không thể giải thích được, một lát sẽ bàn thầy và có cái giải thưởng. Mà giải thưởng này có lẽ tặng thầy trước. Không, tôi nói quý vị không thể tưởng tượng được. Quý vị có những cái gọi là the power of the nature. Có những người mà không bao giờ thay đổi cuộc đời, lên tới nó một tuần lễ là mình thay đổi cuộc đời.
Và nếu được thì đề nghị thầy từ đây đến Tết là chuẩn bị, là tôi sẽ tổ chức một phái đoàn kết hợp thăm viếng tứ thánh địa rồi lên Thi Ma Lạp Sơn. Nhưng quý vị lên trên đó là quý vị sẽ thấy tại sao bên đó là nó có nhiều người, có những người mà bệnh hoạn không thể tưởng tượng lên trên đó là hết bệnh. Rồi có những người sáu đời cuộc đời nó hay lắm. Tôi giờ tôi không nói ra là người ta nói mình quảng cáo. Mà cái ước mơ của tôi không ngờ là gần trên 50 năm bữa nay nó thành thật. Nó thành ra một lát nữa xe bàn với thằng bàn với thầy là bên này bên Úc đó. Bây giờ quý vị thấy nè, bây giờ thôi tôi nói nè, ở trên thế giới hiện nay một cái phòng khách sạn mà ở mắc nhất trên thế giới hiện nay là bao nhiêu tiền ở nước Úc này không biết phải không? Trên thế giới 30.000 á, cũng không đúng luôn. Cái phòng mà mắc nhất hiện nay trên thế giới là 250.000 một đêm. Cho nên tôi thường hay Tiếu Lâm tôi nói nếu mà vô ở cái phòng đó mà về Cực Lạc tôi cũng ráng tôi mượn tiền tôi ở. Nó nhiều cái phi lý. Mà cái này là chỉ để cho những người có tiền thôi. Nhưng mà tôi mơ ước tôi cách đây mấy chục năm á, nếu mà có cơ duyên tôi sẽ làm một cái phòng đẹp nhất trên thế giới mà người có mấy triệu đô la cũng không ở được. Mà cái này là tưởng tượng thôi, nhưng mà cuối cùng thành tựu. Bây giờ cái phòng đó nó đã có nằm ở trên Hy Mã Lộc Sơn rồi. Thì á, tôi chỉ mơ ước là có những người trong cuộc đời này họ không có là triệu phú mà họ làm những chuyện phi thường giúp cho chúng sanh hết đau khổ thành mời sanh. Có điều kiện quý vị đề nghị bên lúc này có những người họ không có giàu nhưng mà cả cuộc đời hy sinh, thì trong đó có thầy Tánh. Đầu tiên nói ba nữa mà cái này tôi nói quý vị thầy Sang mới cảm được, không thể tưởng tượng được nha. Thì nếu được thì thầy dẫn phái đoàn, nhưng mà tôi đề nghị ở trong cái danh sách mà tôi là cái người pháo đó, tôi quyền đề nghị thì trong đó có tên thầy Tánh. Thì ở trong đó cái hội đồng nó họ xét nghiệm nhá. Thì ở bên này đó quý vị coi những vị nào tu hay là không tu, kể luôn mấy ông cha bà Phước, có những ông cha bà Phước cả cuộc đời hy sinh, mình mời mấy người đó lên mình cảm ơn. Mà cái trong cái danh sách nhưng mà không có nói nha, quý vị nói khác, người ta nói nhiều khi thầy Tấn không lo lót thì tôi đó, chuyện này không có nói hết bây giờ đó. Nếu mà được mời thầy sang và chuẩn bị nha. Bây giờ là Phật xin cảm ơn thầy, chúng ta sẽ bây giờ chắp tay hồng nước để là tôi được từ giả nha. Quyền đem ma công ma đấng này và mong đón quý vị ở bên đất Phật, và nếu được có thể là lên Hy Mã Lạp Sơn.